chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Hàn Yên Nhu của Đường Nhu và bánh bao xâm lấn cũng trái phải giết lên. Đường Nhu tiếp tục lấy chiến mâu đánh đầu người, so ra thì, bánh bao xâm lấn có vẻ hơi ăn hại, chạy đi bắt nạt khối băng. Thao tác của ba người kia cũng không tồi, chịu thân đều thành công, không ngã cặp đất. Chẳng qua màn đứng dậy nghênh chiến tiếp đấy, cả ba vẫn không đỡ được đòn tấn công của một mình Đường Nhu. Trường mâu xích nguyệt trong tay Hàn Yên Nhu tựa như rồng lượn, hóa thành từng đường sáng đỏ. Ngay cả người chơi bình thường cũng nhìn ra được người thao tác có tốc độ tay siêu phàm. Hơn nữa còn có tên quân Mạc Tiếu Diệp tu càng đáng sợ ở bên, ba người thực sự trở nên vô cùng nhỏ bé. Hai khối băng bên kia vừa giải trừ trạng thái đóng băng, ba tên bên này đã có một người ngã xuống. Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm, cả bọn đều có tố chất của tuyển thủ chuyên nghiệp, rất hiểu được phải quý trọng cơ hội. Hai tên từ băng trồi ra, một tên trực tiếp bị bánh bao xâm lấn khóa ít hầu, còn bị các cao thủ chuyên nghiệp cực kỳ có ý thức nghề nghiệp bắt lấy thời cơ giảm phòng thủ của khóa yết hầu mà vùi dập, thế là có hai tên đã thăng. Anh từ băng chui ra tưởng đã trốn được, kết quả mới chạy ba bước đã bị Hàn Yên Nhu dùng trường mâu xích nguyệt đâm vào đầu, lập tức bị treo cao như cờ gọi hồn, rồi sau đó bị ném mạnh như cây lau nhà, kéo theo hai người anh em khác nhà mình vô ích. Mọi chuyện diễn ra quá ngắn ngủi, đến khi năm người đi trước của Yên Vũ lâu nghe được tiếng động vội quay đầu lại, thứ họ nhìn thấy không phải một trận PK, mà là một trận đánh chết đường đường năm cao thủ tinh anh của công hội luân hồi ngay cả phong thái kiên trinh bất khuất như đám npc tiểu quái cũng chưa kịp biểu hiện đã bị người đánh cho tơi tả năm người của yên vũ lâu tim đều thất lại kết quả chỉ đành đếm từng người hy sinh quân mạc tiếu một người lặng lẽ bảo ở đâu chạy ra vậy trời một người vẫn còn hầm hực chúng ta đi mau người thứ ba nhắc nhở đồng bọn không nên hóng hớt làm to chuyện trình độ của họ cũng chỉ sàn sàn công hội luân hồi tình cảnh lúc này quá nguy quá hiểm phải chạy nhanh trốn kỹ cả lũ vừa chạy vừa quay góc nhìn lại hóng năm người của luân hồi nhanh chóng biến thành thi thể nhưng bọn quân mạc tiếu lại không định đuổi theo yên vũ lâu nhà họ năm người thở phào nhẹ nhõm không nhằm vào chúng ta đâu ai đó bảo vừa thấy không liên quan đến mình tinh thần hóng chuyện của cả năm lại dâng lên hơn nữa nhìn quân mạc tiếu đả kích các công hội khác năm người thậm chí còn hơi ngứa tay cái gì khi cô ẩm nhận được tin tức năm người đã trở về thành không tích cuộc chiến bắt đầu quá nhanh chấm dứt còn nhanh hơn trong quá trình chiến đấu căn bản không thể gửi tin cầu viện chỉ có thể tèo rồi mới nhắn tin giữ cho hội trưởng địch cô ẩm nhịn không được tức giận mắng ra miệng nhân vật do gã dẫn đầu hai nhân vật của chính gã đều có thể hy sinh những nhân vật ấy vốn để chuẩn bị hao tốn thời gian với quân mạc tiếu cấp bậc chắc chắn sẽ bị chậm trễ nhưng năm tên vừa đứt kia lại không giống thế đấy là những tài khoản dùng cho việc cạnh tranh phó bản và chiếm đầu sau này kết quả lại bị quân mạc tiếu giết đến diệt đoàn bị chậm 10% kinh nghiệm so với các công hội khác, sao cô ẩm lại không đau lòng sốt ruột chứ? Sao vậy? Tiếng mắng trời tức giận của gã thu hút sự chú ý của người bên cạnh. À, bị tàn thuốc làm phòng, cô ẩm nói, ngoá không thể chỉ có mình luân hồi ăn thiệt được. Tiếng lòng của cô ẩm lúc này giống hệt dạ độ hàn đàm trước đấy, kiên quyết hy vọng đám người của quân Mạc Tiếu có thể đối xử công bằng với mỗi công hội, không thể chỉ gây bất lợi cho mỗi một nhà được. Vậy nên chuyện bị tập kích, đánh chết cũng không nói ra. Ở khe núi nhất tuyến, năm người Diệp Tu cũng đã đánh đến đội thứ hai. Bách Hoa Cốc lên Diệp Tu nói, giờ chả có cái gì gọi là đánh lén nữa. Sau khi giết hết năm người luân hồi, Diệp Tu vừa quay người đã bắt gặp đội này. Bên kia, đội đạp phá hư không cũng đánh, ra cùng Bách Hoa Cốc còn một đội khác nữa. Diệp Tu nhận ra đó là một trong bảy công hội đuổi giết họ. Hai đội à, lần này được đó. Đường Nhu mừng rỡ, như e sợ món đồ chơi chưa tới tay mình đã chạy mất, vội xông lên chiến đấu chú ý khống chế toàn cục, một đứa cũng không cho trốn Diệp Tu kêu lên. Yên tâm đi lão đại, để em. Bánh bao sâm lấn lao đến phía trước, ném cắt thẳng vào mặt, năm người chuyển góc nhìn lên trên tránh thoát. Bánh bao sâm lấn bánh bao sâm lấn trực tiếp lấy tên mình làm khẩu hiệu, sâm lấn trận địa của địch. Bánh bao sinh động lắm, Diệp Tu khích lệ, ha 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 ha, ha tiếng cười càn rỡ của bánh bao sâm lấn âm vang khắp khe núi. chương 217, Hư không và Bách Hoa Đạp phá hư không là công hội được câu lạc bộ hư không trong liên minh vinh quang đỡ đầu. Cách đặt tên công hội này cũng khá khác người. Thấy tên chiến đội nhà mình là hư không, thế là công hội cũng đu theo là đạp phá hư không, nghe cứ như tên do kẻ thù đặt. Thực ra cái tên này là ý kiến của câu lạc bộ hư không, nghe bảo mang ý nghĩa vượt lên chính mình. Có điều, lời này chẳng mấy ai đồng ý, cái tên đạp phá hư không luôn bị nhiều kẻ đem ra làm trò cười. Dẫu thế, thành viên câu lạc bộ hư không vẫn bơ đi mà sống. Công hội vẫn dùng cái tên bị mọi người cười chê, còn chiến đội vỡ ngữ vững phong cách chiến đấu độc nhất vô nhị của mình trong nhiều năm qua. Trận quỷ, đa số các chiến đội của nhiều câu lạc bộ đều có một nhân vật và tuyển thủ nghề này, thế nhưng dùng trận quỷ làm chiến thuật chính thì chỉ có mình chiến đội hư không. Đội trưởng Lý Hiên của chiến đội hư không được coi là cao thủ quỷ kiếm sĩ hàng đầu liên minh. Nhân vật phùng sơn quỷ khấp của hắn được xưng là đệ nhất trận quỷ. Đây chính là đối tượng học hỏi gần đây của Kiều Nhất Phàm. Chiến đội hư không với tổ đội và lối đánh độc đáo trở thành một trong những đội hạt giống trong liên minh mấy năm qua, năm lần vào vòng tứ kết trong 7 năm, mùa giải trước đứng thứ năm, tình hình vô cùng khả quan. Còn về Bách Hoa Cốc, đây là công hội cấp dưới của câu lạc bộ Bách Hoa. Chiến đội Bách Hoa cũng là một đội ngũ lâu đời trong liên minh. Chẳng qua mùa giải này đang trong thời kỳ chuyển đổi. Khi mùa giải trước vừa kết thúc, đội trưởng Trương Giai Lạc của chiến đội Bách Hoa đột nhiên tuyên bố giải nghệ, quyết định này đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của câu lạc bộ Bách Hoa, khiến họ không kịp trở tay. Trương Giai Lạc cũng là một nhân vật thuộc hàng đại thần, sử dụng nhân vật chuyên gia đạn dược Bách Hoa liễu loạt, một tuyển thủ có lối đánh rất hoa lệ. 6 năm tuổi nghề, 6 lần vào vòng tứ kết, 3 lần tiến vào chung kết, lại chưa lần nào được quán quân. Trương Giai Lạc, tên hàm nghĩa vui vẻ, nhưng lại là người bi kịch nhất trong suốt 7 năm liên minh vinh quang. Mùa trước, chiến đội Bách Hoa dừng cuộc chơi ở vòng bán kết, cuối cùng Trương Giai Lạc nản trí, dẫn đến lời tuyên bố giải ngũ đầy bất ngờ. Hắn đã quyết ra đi, câu lạc bộ Bách Hoa không thuyết phục cũng đành tôn trọng quyết định của tuyển thủ. Vì vậy mà thời gian nghỉ ngơi trong mùa hè năm nay, câu lạc bộ Bách Hoa rơi vào thế bị động, nhưng vẫn không tìm được chủ nhân thích hợp cho Bách Hoa liễu loạn. Mùa giải năm nay, tài khoản cực mạnh Bách Hoa liễu loạn rơi vào tay một tuyển thủ mới. Người này phát huy không tệ, nhưng muốn trở thành trung tâm của chiến đội thì rõ ràng còn cách tiêu chuẩn rất xa, điều này càng làm câu lạc bộ bách hoa chán nản gấp bội. Nhưng đúng lúc này, một tin vui lại đến với họ, đội viên ra mắt được 2 năm của đội đường hạo đột nhiên nổi lên trong giải đấu, thể hiện ngang ngửa cấp đại thần. Mà hạn chế thành tích của cậu ta lại chính là tài khoản lưu manh quá ư là bình thường, thêm sự xối trộn lối đánh của chiến đội Bách Hoa. Chiến đội Bách Hoa và nhân vật chuyên gia đạn dược Bách Hoa liễu loạn, tất cả đều lấy tên Bách Hoa, đây không phải trùng hợp. Bách Hoa Liễu Loạn là một tài khoản cấp thần có lai lịch rất sâu xa, có thể nói nó chính là cốt lỗi cấu thành nên chiến đội Bách Hoa. Chuyên gia đạn dược cũng là nghề nòng cốt của họ, mà Bách Hoa Liễu Loạn là hạt nhân trong đó, chiến thuật này chưa hề thay đổi qua từng ấy năm. Mùa giải năm nay vì trương giai lạc giải nghệ và sự trỗi dậy của đường hạo đã làm xê dịch hạt nhân ấy, đội ngũ họ muốn thích ứng với sự thay đổi này cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ảnh hưởng này đã khiến chiến đội Bách Hoa tụt xuống vị trí thứ 10, thành tích này không ổn một chút nào, đây là lần đầu tiên trong 6 năm họ không tiến vào được vòng tứ kết. Thế nhưng, đường hạo nổi lên trở thành tia hy vọng cho họ, hiện giờ chiến thuật được điều chỉnh lại, đội ngũ cũng phát huy ngày càng ổn định xuất sắc hơn, nửa chặng đường về sau muốn tiến lên trước hạng 8 là hoàn toàn có thể. Dù kết quả sau cuối có bị tụt hạng trong tiếc núi, chiến đội Bách Hoa cũng đã chuẩn bị thay đổi trong mùa hè năm nay. Việc đầu tiên chính là lấy về lưu manh hàng đầu của Liên minh đường Tam Đả, trợ giúp đường hạo trở thành một đại thần chân chính. Tiếp theo là chọn lựa người cầm bách hoa liễu loạn thật cẩn thận. Tóm lại, có thể thành tích năm nay của chiến đội Bách Hoa không tốt, nhưng họ đã sẵn sàng trỗi dậy, họ không muốn tụt xuống nữa. Thế nên, công hội Bách Hoa trong trò chơi vẫn nổi danh như cũ. Lúc này, đội ngũ phó bản tinh anh của Bách Hoa cốc và Đạp Phá hư không đụng ngay năm người Diệp Tu trên đường. Tuy không bị tập kích như công hội Luân Hồi, nhưng cũng chẳng ai ngờ tới. Còn đang kinh ngạc sao lại đụng nhau rồi, năm người Diệp Tu đã thao túng nhân vật vọt lên. Vừa ném cắt xong, bánh bao sâm lấn xông thẳng vào giữa bách hoa cốc, anh Dũng không để đâu cho hết. Ai dè vừa vào đã trúng kế, một người trong bách hoa cốc ngẩng đầu tránh né trạng thái mù của ném cắt xong lập tức quay góc về, bánh bao sâm lấn đúng lúc đứng trước mặt gã, người chơi chuyên gia đạn dược này lập tức nhấc chân dùng kỹ năng đạp bắn của thiện xạ, bánh bao sâm lấn nhất thời sơ ý, bị dẫm bẹp xuống đất. Người sử dụng chuyên gia đạn dược đấy chính là hội trưởng khu người bối đăng đạn của Bách Hoa Cốc, đội ngũ phó bản do chính tay gã dẫn dắt. Vị hội trưởng này cũng như Lam Hà đều là cao thủ đứng đầu đến từ thần chi lĩnh vực, ngang tài ngang sức với bánh bao xâm lấn. Ban đầu bánh bao xâm lấn còn định lấy một trọi năm, giờ mới thấy sợ ý. Bối đăng đạn đạp ngã bánh bao xâm lấn, miệng hô tách ra, bốn người chơi khác tức thì thụt lùi ra bốn góc. Bối đăng đạn đạp bắn xong, chờ bánh bao xâm lấn lồm cồm đứng dậy thì vứt một quả lựu đạn xuống. Sau đó, tay phải giơ sung ngắn tự động, tay trái đổi băng đạn, đây không phải thao tác lắp đạn khi súng hết đạn của hệ xạ thủ thông thường, mà là kỹ năng đặc biệt của riêng chuyên gia đạn dược. Đặc điểm của chuyên gia đạn dược là có thể sử dụng các loại đạn dược có hiệu quả đặc biệt. Chuyên gia đạn dược đổi băng đạn, đồng nghĩa với việc hắn đang đổi một loại đạn có hiệu quả đặc biệt. Lựu đạn vừa ném xuống đã nổ tung, vừa gặp đất sau kỹ năng đạp bắn, bánh bao xâm lấn không thể né được công kích này. Bánh bao xâm lấn ăn lựu đạn xong thì lăn người đứng dậy, không phải lùi về sau, mà tiếp tục lại gần bối đăng đạn bị năm người bao vây, ngay từ đầu đã chịu thiệt, nhưng cũng không làm bánh bao xâm lấn chùn bước. Xem đấm của ta đây, bánh bao xâm lấn giống lên, cậu chàng bị nhiễm tật xấu gào lên khi tấn công như các nhân vật truyện tranh. Chỉ khác Hoàng Thiếu Thiên ở chỗ hắn ta cố ý nhiễm, còn bánh bao xâm lấn là hồn nhiên thấy hay hay, cũng không cố ý phân tán sự chú ý hay dọa nạt đối thủ gì. Tiếng giống này không dọa được bối đăng đạn, bối đăng đạn nghiêng người lộn một vòng sang bên tránh né, người chưa đứng dậy mà súng trong tay đã vang bằng 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 mấy tiếng. Kỳ lạ là viên đạn bay ra, nòng súng lại không hề có khói. Viên đạn bay ra tỏa ánh sáng xanh nhạt, tốc độ cũng không nhanh như đạn thường. Lão làng như Diệp Tu liếc cái biết ngay viên đạn này chính là đạn băng. Đạn băng là kỹ năng cấp 30 của chuyên gia đạn dược, khi đạn băng trúng mục tiêu có xác suất đóng băng làm giảm tốc độ đối phương, thậm chí có thể gây đóng băng hoàn toàn. Kỹ năng đạn đặc biệt này phải đổi băng đạn mới dùng được, mỗi lần bắn 15 phát, đến cấp 20 chuyển nghề học được kỹ năng mở rộng đạn dược là có thể nâng lên 20 phát bối đăng đạn lăn mình đứng dậy súng vẫn bắn ầm ầm khi lăn có thể giữ góc nhìn ổn định chứng tỏ trình độ thao tác người này tương đối cao nhưng bánh bao xâm lấn há lại dễ đối phó vậy đạn băng có tốc độ bay chậm hơn đạn thường bánh bao xâm lấn gặp người là né được sau đó không ngừng nhảy trái né phải bối đăng đạn cũng không ngừng chỉnh hướng bắn chỉ thấy đạn băng liên tục sượt qua người bánh bao xâm lấn bánh bao xâm lấn thì càng bước càng đến gần bối đăng đạn. Chỉ có điều, đối thủ của bánh bao xâm lấn không chỉ có mình bối đăng đạn, mà là 5 người. Bánh bao xâm lấn tiến lại gần bối đăng đạn, một cuồng kiếm sĩ sau lưng lập tức nhảy lên tung một chiêu vỡ núi kích thẳng vào lưng cậu. Trước có đạn băng của bối đăng đạn, sau lưng là phạm vi tấn công của vỡ núi kích, bánh bao xâm lấn tưởng quả này khó thoát. Ngờ đâu một tia sáng nháng lên, là ô thiên cơ hình thái chiến mâu trong tay quân mạc tiếu đâm tới răng sói trắng tụ thành đầu mâu xiên ngang đâm vào người cuồng kiếm sĩ. Quân mạc tiếu vung tay lên, kỹ năng viên vũ côn kéo cuồng kiếm sĩ giữa trời lại. Vỡ núi kích kia biến mất không thấy, viên vũ côn nện xuống cuồng kiếm sĩ lại hệt như một chiêu vỡ núi kích. Cú ném này hướng về phía một kẻ khác đang có ý định động thủ với bánh bao xâm lấn, người này biết kích này lợi hại thế nào, không dám cố đấm ăn xôi, vội vã nhảy lùi ra sau. Bánh bao xâm lấn cùng đội với quân mạc tiếu, được miễn trừ sát thương, viên vũ côn nện xuống gây sóng địa chấn cũng không ảnh hưởng đến cậu. Theo đó Diệp Tu vung chuột, quân mạc tiếu xoay nửa người, chiến mâu móc mục sư đứng sau lưng lên không chung. Mục sư này vừa định ném một kỹ năng phục hồi cho cuồng kiếm sĩ đang cặp đất, nào ngờ được quân mạc tiếu lại đột nhiên đâm ngược về mình. Động tác gọn lẹ, kích đến chấp nhoáng, mục sư muốn tránh cũng không kịp. Quân mạc tiếu đã giơ tay trái tung lạc hoa trưởng, đánh vào mục sư đang lơ lửng. Mục sư bay vèo ra ngoài, tiếp đấy chợt nghe bên đó vang lên một tiếng, địch mợ. Người chơi đạp phá hư không bị đường nhu cuốn lấy, đang tách ra chiến đấu sống còn với pháp sư chiến đấu này. Một gã kiếm khách bị ổi chạy tới bên sườn hàn yên nhu đang định dùng rút đao chảm, ngờ đâu một người thình lình bay tới, chặn đứng một chiêu rút đao chảm này. Đường nhu nghe thấy vậy vội vã cho hàn yên nhu quay lại, vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cẩn thận, Diệp Tu nhắc một câu, rồi tiếp tục đối phó với bên mình. Bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh là nghề công kích tầm xa, lúc này không cần cố định vị trí tiếp cận đội ngũ. Chỉ cần đứng ở vị trí có tầm bắn cả hai đội, bên nào có cơ hội thì bắn bên đó. Kiều Nhất Phàm đánh giá sơ lược tình hình xong cũng lập tức chạy tới hỗ trợ Hàn Yên Nhu. Chương 218: Thích vô giúp vui. Đao trận, một tắc cho của Kiều Nhất Phàm vung thanh trảm đao ác quỷ, quỷ thần của đao hồn leo lên thân đao. Kết giới đao trận là một hình tròn hình thành xong thì hàn yên nhu của đường nhu cũng vừa lúc tiến vào phạm vi của trận. Hai thuộc tính sức lực và trí lực được tăng lên, càng thêm vẻ bạo lực. Một chỗ khác của đao trận, phong sơ yên mộc của tô mộc tranh cũng vừa lúc dẫm lên phạm vi đao trận, bạo kích của bậc thầy pháo súng càng thêm kinh người. Hiển nhiên, đao trận của kiều nhất phàm đã tính khoảng cách rất cặn kẽ, vừa đủ bao phủ lên hai người, thao tác chuẩn không thể chỉnh. Sau đó thanh trảm đao lại vung lên lần hai, chuẩn bị mở băng trận. Băng trận là dùng cho đối thủ, đương nhiên không cùng vị trí với đao trận. Một tắc cho đã sớm tiến lên hai bước, nhân vật đang ngâm phép. Cắt ngang, đội trưởng đạp phá hư không ré lên, một tên thuộc hệ vật lộn trong đội lên tiếng, phi thân tiến đánh. Kết quả là đoàn 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 ba tiếng pháo, tên hệ vật lộn bị bắn cháy đen thui, lùi về sau mấy bước. Là pháo chống tăng của phong sơ yên mộc trong tay tô mộc tranh đến yểm trợ một tắc cho. Với khoảng thời gian tranh đoạt đó, băng trận của một tắc cho đã ngâm xong, lùi đội trưởng đạp phá hư không lại gào lên đối phó với quỷ trận của quỷ kiếm sĩ biện pháp vô địch nhất chính là lui ra khỏi kết giới như thế dù quỷ trận của mày có kinh mấy cũng chỉ làm nền thôi nhưng muốn lui là lui được thì đội trưởng coi thường đối thủ của mình quá rồi gã vừa hô xong trường mâu xích nguyệt của hàn yên nhu đã đâm tới đội trưởng còn đang mãi trốn khỏi băng trận không lường được mâu này tới quá nhanh nhất thời không kịp đề phòng bị đâm trúng kỹ năng đường nhu dùng là viên vũ côn lấy đội trưởng làm ám khí, phi cái vèo vào hai người chơi khác. Đội trưởng sơi xong viên vũ côn đương nhiên là cặp đất. Hai người chơi kia chỉ bị sóng địa chấn hất ngã, thao tác chịu thân được sử dụng đúng lúc lăn ra ngoài. Kiều Nhất phàm thi triển băng trận xong cũng lao lên góp một tay. Hai người chịu thân thành công đang lăn vui vẻ thì bị một tắc cho trong tay Kiều Nhất phàm bổ cho một chiêu quỷ chảm. Quỷ chảm là kỹ năng tấn công trực diện có cự ly khá dài, một đao vừa ra, một mũi nhọn tím, hai người chơi đang lăn lộn y như viên thịt được que tím xiên thủng gần như đồng thời đều bị ghim bẹp xuống đất có hai người chơi khác thành công thoát khỏi phạm vi của băng trận nhưng vừa thấy ba trong số năm anh em nhà mình bị kéo lại chỉ hai người họ trốn thoát thì nhất thời không biết nên làm sao cứu hay không cứu đây người chơi kiếm khách trong hai người nhanh trí quay người lao đến đứng cách phạm vi băng trận một bước mới chém kiếm tới một tấc cho đang đứng trong trận kiều nhất phạm lập tức thao tác lăn người lên trước thoát được kiếm này rồi nhổm dậy vung ngay nguyệt quang trảm. Kiếm khách bị hất lên cao, một tắc cho nhảy lên không trung xoay người 180 độ, dùng kỹ năng ngân quang lạc nhẫn của kiếm khách kéo kiếm khách vào băng trận, tiện thể ném ngã một gã vừa lồm cồm bỏ dậy trong băng trận. Năm tên đạp phá hư không đáng thương không biết nên phối hợp ra sao. Năm người thân ai nấy lo, không kịp thấy đối thủ, cũng không tìm thấy đồng đội. Trước mắt họ chỉ có huyễn văn đầy màu sắc trên người Pháp sư chiến đấu và ánh đao đầy lực nguyền rủa của quỷ kiếm sĩ và cả bậc thầy pháo súng đứng ở tít xa, cứ nhè lúc họ không cần nhất lại bắn cho phát đạn pháo góp vui. Rơi vào thế xấu hổ nhất có lẽ chính là người duy nhất thoát được khỏi băng trận lại chả ma nào để ý. Giờ đánh cũng không được, chạy cũng không xong, mới lần khẩn mấy giây thôi, một chiến hữu trong băng trận đã chút lời chửi rủa cuối cùng trước khi tử trận. Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm và Tô Mộc Tranh đứng ngoài thỉnh thoảng góp sức, tuy phân ra đánh bốn người nhưng vẫn rất chú trọng việc tập trung tấn công, chả mấy đã xử đẹp một em. Rút! Rốt cuộc đội trưởng đạp phá hư không lại hô lên tiếng nữa. Từ lúc bắt đầu giao chiến, vị đội trưởng này cũng rất cố gắng chỉ huy, gã nói ba mệnh lệnh tất cả. Cắt ngang, lùi và rút, chỉ bằng ba mệnh lệnh vỏn vẹn bốn chữ này đã thấy rõ quá trình từ lúc bắt đầu so chiến đến khi lép vế, cuối cùng là không thể địch lại, chuẩn bị co giò chạy. Tiếc rằng, chỉ còn một kẻ duy nhất đứng ngoài băng trận mới có cơ hội thực thi mệnh lệnh cuối cùng của vị đội trưởng này. Bởi gã vừa gào lên xong, đã bị một mâu của Hàn Yên nhu úp ngược, tiếp đó là một huyễn văn bay đến, bùm phát chết luôn. Hai tay khác tuy chưa chết, nhưng đang chới với giữa trời chỉ chờ rất xuống là đi theo đội trưởng nhà mình. Người đứng ngoài vừa hoàn hồn, quáng quàng muốn chạy thì đã quá muộn màng. Hàn Yên nhu quất xong đội trưởng bèn lao thẳng về phía gã. Huyễn Văn không thuộc tính dưới chân tăng tốc thành công, tốc độ di chuyển tăng lên mấy phần trăm, Tô Mộc Tranh đứng bên cũng phối hợp tấn công phá rồi ý định bỏ chạy của gã, kết cục bi thảm là bị đường nhu bắt được. Suýt thì chạy, Đường Nhu nói rồi dùng lạc hoa trưởng đẩy bay tay này về, Kiều Nhất Phàm vung đao chào đón. Lúc này là hai đánh ba, không cần băn khoăn gì nữa. Tô Mộc Tranh mới bỏ bên này, xoay người bắn một phát pháo về phía hội trưởng bối đăng đạn của Bách Hoa Cốc. Tiến độ bên Diệp Tu cũng không khác mấy, đã xử lý xong hai em, chỉ có bối đăng đạn là khá khó chơi. Diệp Tu đoán chắc tay này là phen bự của Đại Thần Trương Giai Lạc, đội trưởng đã giải nghệ của chiến đội Bách Hoa. Chẳng qua, vẽ hổ không thành lại thành chó cùng một nghề, lối đánh sao chép, nhưng chả học được mảy may hoa lệ nào của Trương Giai Lạc mà đáng khinh bị ổi cực kỳ. Vậy mà lại trở thành kỳ phục địch thủ của bánh bao xâm lấn, hai người đang so ai hèn hạ hơn. Ông bạn này quá mải mê với bánh bao xâm lấn, quên luôn mình còn đang dẫn dắt đội, đến khi nhớ ra thì đội viên bên mình đã tỏi mất hai em. Mục sư bị quân mạc tiếu trọi cho nguyên cú lạc hoa trưởng bay ra ngoài ban nãy đang muốn chạy về trợ giúp, lại bị phong sơ yên mộc của tô mộc tranh bắn cho nhảy như cao cao kết quả là mới phân tâm đã tạo cơ hội cho bánh bao xâm lấn đục nước thả câu. Một viên gạch nối tiếp một chiêu khóa ít hầu, sử dụng đến trôi chảy lưu loát. Tiếp đó là chân đá tay đấm liên tục, bối đăng đạn bắt đầu không chống đỡ nổi. Chuyên gia đạn dược dù sao cũng là nghề tay dài, chiến đấu gần thế này không phải sở trường của nghề. Cuộc chiến đã vào hồi ngã ngũ, diệt nốt số người còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Diệp Vu nói đường này là con đường ra khỏi khe núi nhất tuyến thường xuyên nhất cấm có sai, bởi đúng lúc này, một đội ngũ 5 người của một công hội đột nhiên xuất hiện tại giao lộ. Đều là cao thủ công hội, tốc độ quét phó bản không chênh nhau mấy, khác nhau chủ yếu vì thời gian vào khác nhau nên mới có ra trước ra sau. Mưu đồ bá đạo, Diệp Tu liếc cái đã nhận ra tên của công hội, thậm chí còn thấy một người quen trong đội. Thích vô giúp vui, ID này đột nhiên xuất hiện cũng thật đúng lúc, Diệp Tu còn nhớ tay pháp sư nguyên tố này, trước kia từng cùng nhau phá kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương. Ngay từ đầu Diệp Tu đã nhận ra tay này không phải gà mờ, sau trận lập kỷ lục phó bản lại càng nhìn bằng cặp mắt khác. Tuy tốc độ tay gã không bằng đường nhu và bánh bao xâm lấn, nhưng những hiểu biết về vinh quang, thao tác thành thục thì đường nhu và bánh bao xâm lấn chưa thể bằng. Gã này, Đích Thị là người chơi thường có trình độ cao nhất khu 10 Diệp Tu từng gặp, thậm chí còn mạnh hơn cả Thùy Dương Quấn bờ hắn từng giao chiến. Tốc độ tay chưa đủ để quyết định tất cả. Với trình độ của gã, dù tốc độ tay kém đường nhu và bánh bao xâm lấn, nhưng vẫn đủ sức đánh một trận với hai người. Chỉ có điều, thích vô giúp vui ngày đó có phải thích vô giúp vui hiện tại hay không? Loại cao thủ thắp đèn khó thấy này, Diệp Tu tin chắc gã ta phải là hạng máu mặt trong mưu đồ bá đạo. Hẳn là lão làng từ thần chi lĩnh vực tạm thời đến đánh hộ phá kỷ lục phó bản. Vậy thích vô giúp vui hiện tại là chính chủ, hay là cao thủ cùng họ phá phó bản lần trước? Lúc tưởng du thấy nhóm quân mạc tiếu cũng xứng người, gã được giả độ hàn đảm báo tin toàn đội của giả vị ương đã bị đánh nát dạ độ hàn đàm còn nhắc gã cẩn thận khi rời phó bản. Thế nên tưởng du đã rất đề phòng khi rời phó bản, nhưng sau đó không thấy quân mạc tiếu đâu thì nghĩ chắc đám người quân mạc tiếu đang trong phó bản rồi. Làm sao nghĩ rằng đi đến đây lại gặp nhóm quân mạc tiếu chứ, còn tận mắt thấy hai đội bách hoa cốc và đạp phá hư không đang bị nhóm họ củ hành. Lên, tưởng du không chút do so dự, trong những nhóm gặp quân mạc tiếu từ đầu tới giờ, thì nhóm gã chính là đội chủ động tấn công hơn cả nhóm quân mạc tiếu. Tưởng du hiểu rõ tình hình, Gã mới chỉ phá bản với quân mạc tiếu một lần, không thể nhìn thấu thực lực người này nông sâu đến đâu, dù sao đó cũng chỉ là một phó bản đơn giản, chẳng thấy được gì nhiều. Nhưng lúc này, bằng vào mắt thấy tai nghe, đủ để tưởng du kết luận. Đối mặt với hai đội bách hoa cốc và đạp phá hư không, quân mạc tiếu lấy năm đánh 10, đối phương đã ngỏm một nửa, làm chủ toàn cục diện. Thực lực pro tới đâu, nhìn vào PK là rõ nhất. Đội ngũ tưởng du dẫn theo là những cao thủ tinh anh nhất, không chỉ của khu 10 mà của toàn mưu đồ bá đạo gã. Lấy năm trọi năm, gã không tự tin lắm, gã không phải chỉ muốn vô giúp vui ở đây, mà trong tình cảnh này, cứu bách hoa cốc và đạp phá hư không, mọi người hợp tác lại mới thực sự đủ để chèn ép nhóm quân mạc tiếu. Hỏa diễm bạo đạn, tưởng du mở màn bằng một pháp thuật nhỏ, tuy pháp thuật của liệt diễm chấn động có phạm vi tấn công lớn, sát thương cao, nhưng đám quân mạc tiếu đang quấn lấy người của hai công hội kia, cả hai không cùng tổ đội với tưởng du, đều có khả năng bị dính đòn trong mấy tay kia bị nhóm quân mạc tiếu củ hành tưởng du chỉ sợ một chiêu phù phép của mình không khéo lại giết oan hỏa diễm bạo đạn bay thẳng về phía quân mạc tiếu diệp tu đâu dễ để chúng đòn hắn lách sang bên tránh hỏa diễm đạo đạn vùng màu đâm đẩy lùi đối thủ công kích mình ra sau một bước kết quả không xê không xích người này đụng chúng vào hỏa diễm bạo đạn của thích vô giúp vui được tưởng du điều khiển địch mợ thằng cha chơi xấu quá tưởng du chửi thầm vừa vội vàng gửi tin cho dạ độ hàn đàm quân mặc tiếu tọa độ 2875, 3400. Chương 219, PVP đáng sợ hơn. Nhận được tọa độ từ hội trưởng, dạ độ Hàn Đàm lập tức giật mình. Gã mong chờ đội ngũ nhà người ta bị quân Mạc Tiếu xử sạch, nhưng rẻ đâu đội mưu đồ bá đạo của họ thực sự quá nhỏ, bị diệt mất một đội mà vẫn đụng mặt lần nữa. Lúc này, dạ độ Hàn Đàm rất muốn gào rú hát vang vì sao người đau luôn là anh để diễn tả tâm trạng của mình ngay bây giờ. Có điều, ngay cả tọa độ cũng gửi sang rồi, dự tính của hội trưởng quá rõ ràng. Dạ độ hàn đàm không rảnh than thở xui xẻo nữa. Chuyện quan trọng bấy giờ là mau đến cứu viện, sẵn xem có thể xử lý quân mạc tiếu luôn không. Thế thì chắc chắn không chỉ người nhà mình, mà tức phải phát động lực lượng quần chúng. Dạ độ hàn đàm đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nghe thấy bên cạnh đã có người kêu lên, quân mạc tiếu, tọa độ 2873, 3398. Tiện cho việc nắm chắc, người này còn vừa gào vừa gõ tọa độ cho mọi người. Dạ độ hàn đàm nhìn thử, là người của Bách Hoa Cốc, mà tọa độ đấy cũng không khác mấy với cái tưởng du gửi. Dạ độ hàn đàm hơi ngạc nhiên, gã biết hội trưởng của mình sẽ không liên lạc với người của Bách Hoa Cốc, rõ ràng là, người của Bách Hoa Cốc cũng gặp quân mạc tiếu ở vị trí đấy. Đúng vậy, ở đó đó, chúng ta mau đi thôi lại một người kêu lên. Chẳng qua chỉ nghe tiếng nên không nhận ra ai, mọi người cũng không quen nhau lắm. Nhưng thấy bản thân không cần đi huy động, dạ độ hàn đàm cũng không nói nhiều, chỉ thông báo ngay cho người mưu đồ bá đạo chuẩn bị xuất phát để tích cực phối hợp. Dù sao ba đội hiện đang cùng bọn Diệp Tu dây dưa, không giống phân đội nhỏ của giả Vị Ương và công hội Luân Hồi trước đấy, cuộc chiến đến quá bất ngờ, chớp mắt đã bị dẹp gọn, đến khi gửi tin thì cả đội đã gục, dĩ nhiên không thể cứu được. Vì thế hai kẻ xảo trá giả Độ Hàn Đàm và cô ẩm mới im ỉm ngồi chờ các công hội khác cũng bi kịch như mình. Kết quả giờ phút này bản thân giả Độ Hàn Đàm lại gặp bi kịch, chỉ đành phải tham gia nhưng cô ẩm thì không nghĩ thế. Trước đấy gã chỉ mong đám quân Mạc Tiếu chết nhanh, nhưng sau khi đội tinh anh nhà mình bị tạch, địa vị của quân Mạc Tiếu trong lòng gã đã bị xếp sau. Gã hy vọng những đội tinh anh của công hội khác cũng bị dính phốt, sau đấy mới để quân Mạc Tiếu chết nhanh. Lúc này nhà nhà đột nhiên chuẩn bị hành động, lòng gã thầm đoán được sơ sơ, nhưng cứ kỳ kéo không nhiệt tình, sao thế? Tên này chỉ hận sao mọi người không ngồi lê tán dốc nửa tiếng với mình. Quân Mạc Tiếu xuất hiện, dạ độ hàn đàm đáp gọn lỏn gã đã sớm hoài nghi tâm tư của cô ẩm, nên gã rất hiểu hành động hiện tại của cô ẩm. Vì thế cũng không nói thêm gì, bỏ lại một câu như thế rồi tự đi chuẩn bị. Quân Mạc Tiếu xuất hiện, chỉ mỗi lý do này là đủ, ai cũng đã hành động, mình đám cô ẩm lề mề thì không hay. Cô ẩm đành phải chỉ huy người công hội mình xuất phát. Thành viên tinh anh của bảy công hội lớn ở lối vào khe núi nhất tuyến, bởi vì phân ra một nhóm thủ thành, lại chia thêm hai nhóm điều tra 50 cửa vào bản, hiện tại còn khoảng trăm người nhưng phía quân mạc tiếu chỉ có 5 người, hoàn toàn dư xăng. Chẳng qua, những tinh anh ấy chỉ tạm tạm mà thôi. Tại nơi đầy giấy ma mới như khu mới, bọn họ trở thành tinh anh. Nếu đặt ở khu cũ, cả đám chỉ là những tay lão làng. Tinh anh thật sự chính là những người đang đánh phó bản, tiếc thay mỗi công hội mưu đồ bá đạo và luân hồi đã bị mất một đội, đạp phá hư không và bách hoa cốc đang tràn đầy nguy cơ, nếu không nhờ đội của tưởng du đuổi tới chắc cũng sớm đi đời. Làm một hội trưởng của công hội lớn, trình độ của tưởng du xem như đứng đầu trong đám người chơi thường. Sau khi dùng hỏa diễm bạo đạn đánh quân Mạc Tiếu lại bị Diệp Tu mượn dùng, thầm mắng một câu cũng không mất bình tĩnh. Lăn bên trái ra một chiêu băng xương tuyết cầu, nghiêng bên phải lại bắn ra hỏa diễm bạo đạn. Chỉ trong phút chốc, thịt vô giúp vui của tưởng du đã chia ra tấn công ba người, thao tác mạnh mẽ lại nhẹ nhàng, trông rất có sự ung dung và thong dong của một pháp sư. Đến cùng, PVP mới là nơi chứng tỏ thực lực của một người nhất. Hai phép thuật này, băng xương tuyết cầu lăn về phía bánh bao xâm lấn, hỏa diễm bạo đạn bắn về phía một tấc cho của Kiều Nhất Phàm. Coi chừng, bánh bao, Diệp Tu vội la lên, bánh bao xâm lấn vẫn đang chơi trò bị ổi với bối đăng đạn, chiều băng xương tuyết cầu của tưởng du đã được tính sẵn, định bụng đánh lén cậu ta. Còn Kiều Nhất Phàm, Diệp Tu cảm thấy mình chưa đến mức phải nhắc nhở. Kẻ nhà nghề ra tay, vừa nhìn đã biết ngay. Mỗi lối suy nghĩ trong ba chiêu này của tưởng du thôi, Diệp Tu đã kết luận được đây chính là kẻ có thân thủ bất phàm cùng họ phá bản ngày đó. Mà một cao thủ như thế lại là kẻ không có tiếng tăm gì chạy đến khu 10, Diệp Tu cũng thấu hiểu. Ngưu đồ bá đạo đang gấp gáp muốn lợi dụng phó bản khe núi nhất tuyến để cứu vớt mặt mũi đây mà. Thích vô giúp vui của tưởng du bước lên thoải mái ra chiêu. Tô Mộc Tranh cũng lập tức nhét gã vào mục tiêu công kích của mình. Phong sợ yên mộc nâng súng hạng nặng nã bắn một tràng, đạn chút xuống 5 người tưởng du. Đạn bay tứ tung trông cực sắc bén, nhưng đây là trò chơi, người chơi sẽ không mất mạng ngay khi chúng đạn. Sát thương của súng nòng xoay chỉ lớn nhất khi bắn thẳng vào một mục tiêu. Thao tác run súng như tô mộc tranh, đạn bay loạn sẽ khiến thương tổn bị chia đều. Dùng súng nòng xoay theo cách này cũng không phải nhằm vào thương tổn, mà ý muốn dùng đạn để ngăn công kích của địch. Ma mới không biết gì hẳn bị dọa sợ từ lâu, nhưng lão làng như năm người tưởng du không nằm trong thành phần ấy, họ biết rất rõ, vậy nên bấy giờ vẫn đứng bất động, dính mấy phát cũng không sao cả. Điểm đáng ghét chính là đạn bắn chúng sẽ gây cắt ngang và cứng người ngắn ngủi. Cả năm thể hiện rõ bản lĩnh của mình, kẻ chạy đứa nhảy thằng dùng lăn người hoặc kỹ năng, tóm lại thực hiện đủ cách để kiên cường tiến lên trong màn mưa đạn của Phong Sơ Yên Mộc. Đội ngũ này không giống lũ trước, cấp bậc chuyên nghiệp như Diệp Tu, Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm vừa nhìn đã biết ngay. Một thiện xạ trong năm người vừa tránh đạn vừa rút súng bắn trả. Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đang thi triển súng nòng xoay nên không thể tránh được thuật bắn súng của thiện xạ nọ rất tốt, nhân cơ hội chĩa súng bắn chính xác về phía phong sơ yên mộc. Tô mộc tranh chẳng còn cách nào, chỉ có thể hủy kỹ năng tránh đạn, xoay người lại bắn một phát pháo chống tăng. Tên kia nhảy tránh lại tiếp tục nã đạn, hai người thoáng chốc đã nhắm bắn về nhau. Diệp tu thấy tình hình không ổn, thiên kích hất văng đối thủ bên cạnh, rồi trưởng lạc hoa trưởng về phía đám tưởng du. Trước đó, Diệp tu chú ý khống chế toàn trận, quyết không cho đứa nào trốn. Nhưng hiện tại, đội ngũ kia lại là một đội viện trợ mạnh mẽ cứ tiếp tục sẽ không hay diệp tu quyết định nhanh chóng coi địch như đạn bắn vang ra muốn dùng nó làm dối tung trận tuyến của đối phương thừa loạn xuống tay một tên bị lạc hoa trưởng bắn vang một tên bị quân mạc tiếu dùng kỹ năng quăng ném của nhu đạo nắm eo quăng đi bối lưng đạn hơi phân tâm nên bị bánh bao xâm lấn kề người thành công rơi vào thế yếu diệp tu cũng không đến quấy giày nữa sau khi ném xong hai phát pháo bi thịt hắn lập tức dùng thuật phân thân đưa người thật của mình vào giữa năm tên cao thủ không tầm thường kia. Chỗ đứng của cả năm vốn phối hợp công thủ, bởi vì tránh né hai pháo hình người mà thoáng rối ren. Diệp Tu nhân cơ hội ấy, tiến ngay vào chỗ sở hở do di chuyển mà thành của chúng. Gan dạ lắm, một nhà quyền pháp trong cả bọn cảm thấy hành động liều mình vào trận địa của quân Mạc Tiếu rất dũng cảm, lên tiếng khen ngợi xong thì xông lên nhấc chân ra đá trước. Đá trước là một kỹ năng của nhà quyền pháp, hiệu quả đánh lùi. Ra chiêu thu chiêu chỉ trong một cước, là một kỹ năng khá nhanh. Nhưng Diệp Cưu lại chẳng hề mảy may, di chuột, quân mạc tiếu đâm trả một cú long nha của Pháp sư chiến đấu. Nhà quyền Pháp vốn cảm thấy cú đá trước của mình phòng thủ rất tốt. Ngờ đâu trước mặt chợt lóe sáng, chiến mâu trong tay quân mạc tiếu đâm đến trước mặt. Mâu dài chân ngắn, cú đá trước của nhà quyền Pháp vẫn cách quân mạc tiếu một đoạn, mà chiến mâu kia lại cứ như muốn đâm thủng gã. Nhà quyền Pháp giật mình, hãi hùng cứ như chuyện này không nên xảy ra. Lúc này, sao gã có thể tự mình dâng lên trước mâu chứ, vội hủy kỹ năng định bụng lui tránh, lại chẳng ngờ chiêu long nha này đến quá nhanh. Còn đang nhảy ra sau, gã đã bị đâm cho cứng ngắc, rồi lại thấy ánh sáng chật lóe, bản thân bị thiên kích hất bay giữa không trung. Thao tác mau lẹ, tốc độ tấn công của mâu cũng chóng vánh. Nhà quyền pháp bị thiệt hại nặng nề, nhưng gã đã hiểu ra vấn đề trong trước mắt ấy. Thao tác của Diệp Tu, ô thiên cơ dưới hình thái mâu có tốc độ tấn công là 5, hai thứ nhanh không phải dạng vừa kết hợp lại, khiến cho gã vừa bắt đầu đã thất bại. Viên vũ côn bắt lấy nhà quyền pháp nọ giữa trời, quân mạc tiếu nhảy lên vung mạnh, lại biến người thành một phát đạn thịt. Hai người chơi đang tiến lên vây đón không thể không nhảy tránh. Ai ngờ nhà quyền pháp vừa gặp đất, quân mạc tiếu đã thu mâu bắn ầm ầm ba phát pháo, ba phát đạn pháo rực lửa bay ra khỏi nòng, chia nhau tấn công cả hai. Khoảng cách rất gần, thế nhưng đường đạn lại nghiêng một góc độ rất lớn, biên độ và tốc độ run súng này vượt quá sức tưởng tượng của hai người, cả hai không trốn kịp hai phát ấy, mặt nở đầy bông. Sau đấy quân mạc tiếu quay người lại, ném một quả lựu đạn lên trời. Vờ lờ, giữa không trung một kiếm khách đang phi thân chuẩn bị đánh lén bằng ngân quang lạc nhẫn, ai dè tên quân mạc tiếu cứ như mọc mắt sau lưng. Kiếm khách vung kiếm hòng chém lựu đạn, nhưng thao tác ấy ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không đảm bảo trăm kiếm trăm chúng. Mà tiếc thay ông bạn kiếm khách kia lại thất bại, lựu đạn được gã ôm trong lòng, pháo hoa rực rỡ nổ sáng bừng kiếm khách đáp xuống như thiên thần gãy cánh, hơn nữa mặt còn hôn đất trước. Quá bi kịch, kiếm khách định lăn trước làm thao tác chịu thân, lại chẳng biết có chịu ảnh hưởng của tâm trạng không mà thao tác nhầm nhọt, không lăn trước được, mặt trực tiếp đáp đất. Năm cao thủ hàng đầu của mưu đồ bá đạo bị trận chiến một trọi năm của quân Mạc Tiếu đã kích tức thì. Tưởng du ngây dại, quân Mạc Tiếu PVP còn đang sợ hơn khi PVE, gã chợt thấy may mà mình đã gửi tin cho dạ độ hàn đàm. Chương 220, Pháo Bình Phong, liệt diễm chấn động, tưởng du là người duy nhất trong đội không bị quân mạc tiếu công kích. Mắt thấy mình sắp lên thớt, vội vàng thao tác, một chiêu liệt diễm chấn động như công kích như phòng thủ của Pháp sư thích vô giúp vui thả trước người quân mạc tiếu. Pháp, tưởng du đau đớn, quân mạc tiếu không xông lên à. Chợt nghe âm thanh gào rú càng lúc càng gần, tưởng du hoảng hốt, khi kịp phản ứng đã thấy một cột khói đen bùng lên quanh người thích vô giúp vui, tiếp đấy gã bị đánh vang ra, đó là một pháo mà bậc thầy pháo súng ở kia đột nhiên tặng gã. Chịu thân, tưởng du tất nhiên không muốn bị nổ lật người đường lúc chịu thân lại nghe bên cạnh có ai nói một câu đã lâu không gặp tưởng du chuyển góc nhìn lên chỉ thấy chiến mâu kéo một vệt sáng lóa, khất thích vô giúp vui của gỡ bay lên không trung keng một tiếng hàn quang lại lóe tưởng du chỉ cảm thấy mình mới bay lên quân mạc tiếu đã lập tức bồi ngay một chiêu rút đao chảm nhanh đến không thể tưởng tượng làm gã cảm thấy như có đến hai người đang phối hợp nhau thích vô giúp vui bị một đao chém bay ra ngoài Kiếm khách bên kia vừa lồm cồm bò dậy, ngước mắt lên giòm thấy hội trưởng đại nhân dùng tư thế oai hùng bay tới trước mặt mình, tránh không kịp, hai người cùng nhau té lăn trên đất. Thật xấu hổ, năm người tưởng du trong game cũng là cao thủ, sâu ấp bự ra cũng nổi dần dần chẳng khác xuân dịch lão, làm kiều xuân tuyết ở thần chi lĩnh vực. Không ai khẳng định mình PVP toàn thắng, nhưng với trình độ bọn tưởng du, bị người ta đánh cho nằm úp ngửa trên đất như bớn, đây thật sự là lần đầu tiên. Quan trọng nhất, đội của họ là đội 5 người, Năm người mạnh nhất, mà kẻ địch lại chỉ có một. Lúc Tưởng Du và Kiếm Khách bò dậy, thấy hai đồng đội khác, một thiện xạ một nhà quyền pháp lại bị người ta lật té, mục sư chỉ biết đứng bối rối, không biết làm gì. Bình tĩnh, Tưởng Du nhìn ra mọi người đã rối loạn, theo lý, thực lực của họ vốn không phải thế này, họ cũng không phải game thủ bình thường. Với thân phận của Tưởng Du, gã đã, đã gặp qua tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng không phải chưa từng thử giao đấu với họ, nhưng chưa từng bị đánh thê thảm tới vậy suy cho cùng là do cả bọn bị đả kích tâm lý sức mạnh của quân mạc tiếu nằm ngoài tầm dự đoán nên trở tay không kịp bị mất tiết tấu nhất thời loay hoay không thể xoay sở chặn hắn lại là được bấy giờ tưởng du lập tức hạ yêu cầu gửi tin trong kênh đội ngũ sau đó đột nhiên nghe được một đội viên kêu to coi chừng tưởng du không kịp nghĩ nhiều vội xoay người lăn sang bên cạnh sau đó trông thấy một cột pháo laser xẹt qua người phản ứng của tưởng du xem như mau còn kiếm khách đứng chung chỗ gã lại hôn đất lần hai không ý thức hai tiếng coi chừng là dành cho hai người phản ứng chậm một nhịp bị pháo laser bắn bay âm hiểm quá từ chi tiết này tưởng du đột nhiên phát hiện sự âm hiểm của quân mạc tiếu người này xông lên lần lượt pi cây với mấy người bọn họ sau đó di chuyển làm vị trí ban đầu của mỗi người thay đổi theo vì giao đấu với quân mạc tiếu góc nhìn của mọi người cơ hồ đều tập trung vào hắn cho nên bậc thầy pháo súng mới dễ dàng vòng ra sau lưng họ tấn công hết lần này đến lần khác. Ban nãy tưởng du vừa ăn một quả pháo chống tăng, nếu pháo laser lần sau không có người tình cờ nhìn thấy rồi nhắc nhở, tránh được hay không cũng khó nói. Tưởng du nhìn quanh, Phòng sợ yên mộc không nhằm vào họ nữa, chuyển sang công kích đối thủ của đường nhu và kiều nhất phàm. Tưởng du chợt phát hiện, năm người quân mạc tiếu thoạt trông là ai nấy tự ứng phó đối thủ của mình, nhưng vì bậc thầy pháo súng đứng giữa hô ứng, lại liên kết thành một đội. Đấu pháp này, tưởng du cảm thấy quen mắt, kết quả lại nghe đội viên kêu coi chừng, tưởng du hộp máu, vì sao góc nhìn của mình vừa hở ra tí lại có chuyện. Tưởng du không kịp hỏi kỹ đã vội né sang, ai dè không né thì không sao, vừa né sang cạnh đã cùng người ôm nhau hôn đất. a à, game thủ vừa kêu lên cũng hoảng hốt, hóa ra pháo hình người đợt này của quân mạc tiếu vốn bắn không chúng thích vô giúp vui, kết quả được nhắc một cái, thích vô giúp vui nhất định né sang trái hoặc phải, quân mạc tiếu liền chọn một trong hai mà bắn người bay tới, sát suất 50 đến 50, kết quả thích vô giúp vui của Tưởng Du lại dính đạn rồi té thêm lần nữa. Không lẽ là chiến pháp góc chết? Tưởng Du bị đụng ngã lần hai mới nghĩ ra được tên của chiến thuật này. Đấu pháp này, như tên gọi của nó, chính là lợi dụng góc chết trong tầm nhìn của nhân vật, bố trí chỗ đứng trong điểm mù của đối thủ để tấn công. Đấu pháp này trong thực chiến rất hữu ích, nhưng tính biểu hiện không cao. Nhất là khi xem video ghi hình, xem ở góc nhìn thứ ba sẽ trông thấy người bị vây trong chiến pháp góc chết nhìn như tên đần, mấy chiêu rõ ràng đến vậy cũng không né được. Thực tế, khi quan sát từ góc nhìn đó, không cách nào hiểu được đau khổ của người trong cuộc bị hạn chế tầm nhìn. Quân Mạc Tiếu và bậc thầy pháo súng Phong Sơ Yên Mộc hiện tại có lẽ đang phối hợp dùng chiến pháp này. Lúc gã quay lưng về phía Phong Sơ Yên Mộc, cô ta công kích, mà lúc quay lưng về hướng Quân Mạc Tiếu, tới hắn công kích. Muốn phá chiến pháp, hoặc dựa vào vị trí đứng của người phe ta mà canh cả 360 độ hoặc lợi dụng địa hình che giấu góc chết của mình mọi người tưởng du vừa gọi đột nhiên kinh ngạc phát hiện bốn người trong đội cùng lao về hướng quân mạc tiếu đang đồng loạt quay lưng về hướng mình tức nghĩa là sau lưng cả đội chính là nữ bậc thầy pháo súng coi chừng tưởng du kêu to vừa chuyển góc nhìn lại quả nhiên thấy bậc thầy pháo súng kia nắm chắc cơ hội này ba phát pháo chống tăng bay đến trong đó một quả còn dành cho gã nữa thích vô giúp vui của tưởng du tránh sang gã thoát nhưng bốn người còn lại đứng san sát nhau thì không may như vậy, sang trái hay phải cũng không xong. Một quả pháo dù hụt tưởng du cũng không lãng phí, nổ tung trong đám người. Không sai, chính là chiến pháp góc chết, tưởng du đã khẳng định, hai người này phối hợp, không phải trùng hợp, không phải sự âm hiểm bình thường. Đây là vận dụng chiến thuật, do quân Mạc Tiếu cố ý điều khiển mới tạo thành. Ngoại trừ đấu pháp này, cách bậc thầy pháo súng đứng ở trung tâm phối hợp tác chiến tưởng du cũng nhớ ra rồi. Đấu pháp này trong vinh quang gọi là chiến pháp bình phong, là một cách phối hợp chiến đấu ở giữa của hệ viễn trình. Bậc thầy pháo súng vì có cự ly công kích xa nhất, nên phạm vi phối hợp cũng rộng nhất, năng lực đánh phối hợp cũng mạnh nhất. Cuối cùng lấy pháo làm tên, gọi loại chiến pháp này là pháo bình phong. Hiểu được hai điều này, tưởng dù ít nhất cũng tự biết được, đội của quân Mạc Tiếu vốn chẳng phải một đội bình thường xuất thân từ chốn ất ơn nào. Chỉ có khi thực sự hiểu vinh quang, mới có thể tại thời điểm hợp lý dùng chiến thuật hợp lý như vậy tưởng du cũng xem như là hiểu vinh quang thật ra có nhiều người so với tuyển thủ chuyên nghiệp tuy không linh hoạt bằng nhưng luận về lý thuyết vẫn rất khá tưởng du lăn lộn trong vinh quang nhiều năm làm hội trưởng của mưu đồ bá đạo là một game thủ chuyên nghiệp xem game là công việc của mình có thể nhìn ra cách diệp du và tô mộc tranh phối hợp nhau nói lên hiểu biết phần nào của gã chiến pháp góc chết thêm pháo bình phong muốn phá chiến thuật mục tiêu bậc thầy pháo súng tưởng du lập tức thông suốt không cùng mọi người quấn lấy quân mạc tiếu nữa, chuyển sang phong sơ yên mộc của mộc vũ tranh phong. Hỏa diễm bạo đạn, băng xương tuyết cầu, tưởng du nhanh chóng thao tác, thích vô giúp vui thả liên tiếp hai đòn pháp thuật. Hỏa diễm bạo đạn là công kích trực tiếp, băng xương tuyết cầu là công kích phải dự đoán. Phong sơ yên mộc quả nhiên phải chuyển sang đối phó gã, nhưng người tránh hỏa diễm bạo đạn, sau đó đáp trả một pháo phá tan băng xương tuyết cầu. Thao tác rất chính xác, tưởng du âm thầm ngạc nhiên, nhưng gã cũng đã chuẩn bị tốt hậu chiêu, liệt diễm chấn động đã ngâm đến khúc cuối, lập tức sẽ bùng lên, vị trí công kích cũng tính cả, lúc này nhất định có thể trúng. ầm ầm ầm, trong tai tưởng du vang lên ba tiếng nổ mạnh liên tục, thích vô giúp vui sắp đọc xong chú ngữ đã bị cắt đứt, bị vùi trong khói đen đang ngùn ngụt bốc lên, cả người lảo đảo không thể khống chế. CLGT, tưởng du mờ mịt, pháp thuật của gã chốc nữa sẽ đọc xong ngay, sao phong sơ yên mộc có thể ra tay sau mà chặn được trước chứ? Ngước lên, gã đã đối diện với họng pháo của phong sơ yên mộc. Không có khói súng, đang tập trung một pháo tụ lực. Âm, um, thích vô giúp vui ăn quả pháo năng lượng của Đại Bác ở khoảng cách gần, bị bắn bay lên. Màn hình quay cuồng không thể điều khiển, lúc ấy tưởng Du như coi manga, qua từng khung chuyện nhìn thấy quân Mạc Tiếu dùng quăng ném túm một đứa nào đấy, sau đó lại dùng người chọi người. Mỹ kiếp, lúc này tưởng Du mới hiểu ra, quả pháo chống tăng lúc nãy không phải của phong sơ yên mộc, mà của quân Mạc Tiếu. Tên đó là Tán Nhân, hắn cũng công kích ở cự ly xa như bậc thầy pháo súng chiến thuật pháo bình phong này có tới hai trung tâm thực hiện phối hợp tác chiến. Thích vô giúp vui xoay vòng vòng trên không trung mới đáp xuống đất. Cách rất không giống nhau, độ khó chịu thân cũng không giống nhau. Thích vô giúp vui quay như yoyo rất xuống, muốn chịu thân thành công độ khó rất cao. Tưởng du thao tác thất bại, nhân vật sau khi rất xuống lại lăn thêm mấy vòng. Ây da, vừa chết một tên lại tới một tên, phối hợp của tụi mình thiệt quá tuyệt diệu rồi. Tưởng du nghe có người nói, sau đó gì cũng không thấy nữa đậu ngóa, đồ vô sỉ, bố mày còn chưa đứng lên đã ném cát, màn hình tối thui làm tưởng du tức muốn ngất tại chỗ. chương 221, mạnh mẽ khống chế cục diện. Người đón tiếp thích vô giúp vui của tưởng du tiếp theo tất nhiên là bánh bao xâm lấn. Hội trưởng khu 10 của Bách Hoa Cốc Bối đang đạn dưới tình huống cận chiến áp sát bất lợi, cuối cùng cũng đánh không lại bánh bao xâm lấn trình độ tương xứng mình. Tuy bánh bao xâm lấn không như Diệp du biết chủ động tạo góc chết cho Tô Mộc Tranh, nhưng lấy tiêu chuẩn cấp chuyên nghiệp của Tô Mộc Tranh, bản thân cũng biết nắm bắt cơ hội, chỉ là không có độ phối hợp cao như với Diệp Tu mà thôi. Bối đăng đạn đáng thương, lúc này không được ai giúp đỡ. Hai đồng đội vốn còn sống đã bị quân mạc tiếu của Diệp Tu đánh bay vào giữa trận địa của mưu đồ bá đạo, trở thành pháo thịt người ngã bò lăn đánh, hiển nhiên đành bất lực trước cảnh đội trưởng bị bánh bao xâm lấn đập bẹp dí. Mỗi lần muốn lao sang cứu viện đều luôn bị vô số kỹ năng loại bắt lấy từ các nghề khác của tên tán nhân quân mạc tiếu chết tiệt kia túm về. Bối đăng đạn hy sinh thích vô giúp vui của tưởng du đã bị đưa tới khiến bánh bao xâm lấn khoái trí hô to đây đương nhiên không phải trùng hợp là tô mộc tranh cố ý bắn sang cho cậu ta thật ra bàn tới trình độ kẻ từng trải như tưởng du vẫn mạnh hơn bánh bao xâm lấn thế nhưng vừa bị ném sang đây ngay cả góc nhìn còn chưa kịp điều chỉnh đã bị bánh bao xâm lấn ném cắt một cái sau đó bị mù pháp sư nguyên tố bị áp sát kết quả còn gay gâu hơn cả chuyên gia thuốc súng tưởng du xem như kinh nghiệm phong phú vừa bị mù bèn thi triển một cái vòng sáng sấm sét. Kỹ năng này phát động cực nhanh, có thể từ cơ thể phóng ra một vòng chấp điện. Tưởng Du muốn dùng kỹ năng này làm bánh bao xâm lấn chững bước, kết quả chỉ thấy sinh mệnh của mình ảo ảo rút xuống. Tưởng Du đang mù không biết tình hình, người ngoài lại trông thấy rõ rệt. Vòng sáng sấm sét của Pháp Sư Nguyên Tố có tác dụng, nhưng lưu manh không hổ là lưu manh, căn bản không màng tới chút thương tổn đó, cứ thế mà xông lên quất. Tưởng Du mặc dù mù nhưng vẫn muốn cho nhân vật đứng dậy, xong mới đứng được một nửa liền bị lưu manh một quyền đấm tới, tiếp đó là một cái móng vuốt xoẹt lên. Khi thích vô giúp vui mất đi trạng thái mù, thì gã đã bị bánh bao xâm lấn khóa cổ họng cứng ngắc. Trong lúc nhất thời, ý thức phối hợp của tuyển thủ chuyên nghiệp lại tới. Toàn bộ pháo laser và pháo chống tăng của Tô Mộc Tranh ầm ầm phóng sang, bên quân Mạc Tiếu có 6 đối thủ, đang cấp bách vậy mà vẫn tặng qua chút phần quà. Thôi xong, trong lòng tưởng du rất rõ, gã là pháp sư nguyên tố phòng ngự mỏng manh, sinh mạng yếu ớt, tình huống thế này quả thật không thể chống đỡ bao lâu. Mục sư phe mình đâu rồi, tưởng du chuyển góc nhìn sang hướng bên kia, hận không thể bị lưu manh ném thắt làm mù tiếp. Mục sư phe mình còn đang lăn lộn trên đất bên kia kìa. Viên vũ côn, quăng ném, quật ngã, liệt ba chảm, BBQ. Không có một chức nghiệp nào mới 30 mà đã có nhiều kỹ năng loại bắt lấy như vậy, dù là nhu đạo với cách chiến đấu chủ yếu là bắt lấy. Song nghề nhu đạo đến giai đoạn cuối cũng sẽ vì thời gian CD dài của kỹ năng cấp trung, cấp cao mà không thể sử dụng kỹ năng bắt lấy liên tục được. Quân Mạc Tiếu thì sao? Tất cả kỹ năng đó của hắn đều là cấp thấp, thời gian phục hồi ngắn, dùng xong cái này thì cái kia đã đóng băng xong, vậy nên chỉ thấy hắn lợi dụng liên tiếp những chiêu ấy mà quần sáu người chơi đến độ đầu óc choáng váng. Đầu óc choáng váng đây không phải là miêu tả, mà là choáng thật. Kỹ năng bắt lấy ngoài mặt thiết lập của game ra, còn gây ảnh hưởng chủ quan lên người chơi, đó chính là góc nhìn hỗn loạn liên tục. Sáu người bây giờ chật vật thế này, nguyên nhân rất lớn là do bị mặt đấy ảnh hưởng. Bị bắt lấy, bị cạp đất, bị ném tới nơi mô nào đấy tới tấp, khiến cả đám phải mất sức phán đoán và thao tác rất lớn trong việc điều chỉnh lại góc nhìn. Tiết tấu của họ trở nên rất chậm, khó khăn lắm mới tìm được phương hướng rõ ràng, thì vuốt quỷ của quân Mạc Tiếu lại mò tới nữa. Đù má, đây là câu nói cuối cùng của tưởng du, gã thấy một đồng bọn lại bị quân Mạc Tiếu dùng quật ngã nện xuống đất, còn sinh mệnh của mình rốt cuộc cũng kiệt quệ. Trong khoảnh khắc ngã xuống, gã lại thấy quân mạc tiếu ném một người qua đây thông qua màn hình xám xịt là mục sư trong đội gã tên bánh bao xâm lấn nhảy lên một quyền tiếp lấy mục sư về phần có nói câu gì không tưởng du đã không nghe được tụi bây đang ở đâu tưởng du hồi sinh tại thành không tích tức giận gửi tin cho dạ độ hàn đàm ước quá ước quá trong game gã cũng là đại nhân vật tung hoành mấy năm bị dẫm đạp ở khu mới như thế này cơn tức nuốt làm sao trôi sắp tới rồi mọi người thế nào dạ độ hàn đàm trả lời đứt rồi Tưởng Du trả lời, kèm theo ai cần giận nóng mặt, dẫu vậy cũng không thể biểu đạt hết tất cả nỗi căm phẫn trong bụng gã. À, dạ độ hàn đàm không biết nói gì cho phải, hội trưởng đại nhân đã thể hiện mình đang sùng máu rồi. Mấy đứa có giàn trận chưa? Chỗ kia là đường giao nhau, đừng để tụi nó chạy thoát. Tưởng Du nói, vâng, các cửa phó bản đều có người bên phe ta, mọi phương hướng hẳn đều bị khống chế cả rồi. Dạ độ hàn đàm nói, hẳn là, tưởng Du bơi móc chữ nghĩa không có thời gian nghiên cứu bản đồ nữa. Dạ độ hàn đàm nói, thế nhanh nhanh lên, tưởng du ở thành không thích vô cùng phiền muộn, trận chiến tiếp theo gã không làm được gì hết, lúc này chạy qua nhất định chẳng không cản được chi, lòng sốt ruột muốn biết tình huống bốn người kia như thế nào, song cũng biết bọn họ ắt hẳn không rảnh tay để trả lời tin nhắn. Bốn người chơi phe mưu đồ bá đạo còn đang miễn cưỡng chống trả, nhưng ba vị bên đạp phá hư không thì chiến không nổi nữa. Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm cũng đủ ăn chết bọn họ lại thêm tô mộc tranh thường xuyên bổ khuyết vừa lúc ba người từng kẻ từng kẻ cuối cùng trở thành xác chết hai người đường kiều không chút trần trừ lập tức dấn thân vào vòng chiến chỗ diệp tu hiện tại diệp tu trước mắt một địch năm thoạt nhìn đang áp đảo năm người kia nhưng trên thực tế bởi vì khống chế cục diện diệp tu không thể không buông bỏ khá nhiều cơ hội tổn thương đối phương hắn cơ bản là ở nơi này tiêu hao không ngừng với năm người họ nhân lúc bắt lấy mà xử lý luôn một hai người diệp tu có bản lĩnh đó nhưng như vậy rất có thể sẽ tạo thời cơ cho bọn họ thoát khỏi khống chế diệp tu vừa không muốn bỏ thoát một ai vừa không muốn có người nhúng tay vào chiến cuộc hai bên kia nhất là bên bánh bao xâm lấn thành thử vẫn liên tục khống chế cục diện lúc này hai người đường nhu và kiều nhất phàm rốt cuộc cũng rảnh tay trợ giúp lập tức sát ý bùng nổ chớp nhoáng ra một tràng liên kích với đối thủ ở trước mắt năm người này cũng đã quen bị quân mạc tiếu quăng tới trời nam đất bắc đột nhiên một người bị túm một người bắt đầu tử nạn mọi người đều thấy khó hiểu Đặc biệt là kẻ ngã xuống vô cùng buồn bực, mình đắc tội với hắn hả? Đánh mình chết luôn, nắm chặt thời gian, Diệp Tu hô lớn, kiêu nhất phàm tới nơi lập tức thả một đao trận xuống. Tuy Diệp Tu luôn khống chế chẳng diện, nhưng kỹ năng này vẫn không có cơ hội thi triển. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu vào trận xong cũng gặp người là đánh. Toàn bộ thế công của Tô Mộc Tranh cũng bắt đầu tập trung về phía này. Bên bánh bao xâm lấn chỉ đối phó với một mục sư mà thôi, phòng ngự mỏng manh lại còn là dạng mục sư duy nhất đánh bản với đoàn đội nhất định là lấy trị liệu làm chính đối thủ như thế bánh bao xâm lấn không cần giúp đỡ gì có ba cường lực tham dự hai người chơi bách hoa cốc đầu têu ngã xuống ba người còn lại đều là cao thủ của mưu đồ bá đạo hơn nữa còn là cao thủ đứng đầu trong đấy bọn họ đương nhiên không bằng diệp tu nhưng lại ngang tài ngang sức với đường nhu và bánh bao xâm lấn chỉ tiếc hiện tại không phải là đường nhu hay bánh bao xâm lấn đấu sâu lâu với họ từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không có cơ hội sâu lâu với đối thủ đồng cấp với mình. Người bọn họ đối mặt chính là đại thần đứng đầu giới chuyên nghiệp, lòng tin của họ đã bị đánh tan nát. Quân mạc tiếu của Diệp Tu trong giai đoạn cấp bậc này, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc đội quán quân Vi Thảo còn bị ức hiếp, dạng như bọn họ, hoàn toàn không cùng một trình độ. Có Diệp Tu tỏa chân khống chế trận đấu ở đây, đám đường nhu có thể phát huy mà không cần cố kỵ chỗ nào, kế tiếp hầu như không phải chiến đấu, chỉ phải quan sát chiến trường thôi lại có người đến, đường nhu đang giết, bỗng nhiên hô một tiếng. Trong lòng Diệp Tu cũng không khỏi lột bục một chút, bọn họ không thể chiến đấu mãi thế được, cái khác không nói, thế nhưng pháp lực lại không đủ dùng. Nếu không phải ba người đều thuộc cấp chuyên nghiệp, đường nhu và bánh bao xâm lấn cũng từng học vấn đề thiết tấu chiến đấu liên tục, đội ngũ của họ át hẳn đã sớm cạn sạch mana rồi. Ngoại trừ việc không thể chiến đấu liên tục, hoãn binh phe đối phương sắp chạy tới cũng khiến Diệp Tu bận lòng hắn biết rõ từ khe núi nhất tuyến tới đây phải mất bao lâu khi nãy cứ ở đây khống chế mà không chịu buông tha một ai là vì hắn đã đoán chính xác nhiều đây thời gian cũng đủ để họ giết chết kẻ địch nhưng bây giờ nếu có thêm một đội phó bản tới diệp tu chuyển góc nhìn bất ngờ phát hiện người tới lần này có lẽ sẽ không trở thành chướng ngại hay phó bản hả diệp tu chủ động chào hỏi đám người mới tới mà đoàn người đi ngang nơi này bước chân nhân vật cũng thả chậm dần lúc này năm người trước máy tính hầu như đều tỏ vẻ mặt lúng túng cổ quái như nhau khổ đang giết hả đối phương cũng đáp lời người nói chuyện là lam hà đội mới đến chính là người của lam khê các những người đã từng quen biết với diệp tu như hệ châu lôi minh điện quang vân quy cũng có mặt trong đội ừ diệp tu vừa trả lời vừa vung mâu đánh bay một tên góc nhìn năm người bọn lam hà cũng bay lên hạ xuống theo người nọ câm lặng không nói gì không có ý định muốn tham chiến lại như không có ý định bỏ đi lam kiều thứ không tiền đồ nhà mày, chỉ cạnh tranh vài cái kỷ lục phó bản đã làm mày sợ rồi. Mày không biết thẹn sao, không ngờ, ba người này lại có một người đột phát một chàng chửi bới. Bọn họ đương nhiên không có năng lực vừa đánh vừa gõ chữ bắn tin như Hoàng Thiếu Thiên, nhưng dùng miệng bắn lời vẫn có thể. Người biết Lam Hà tên Lam Kiều, chắc chắn chính là người quen biết bên thần chi lĩnh vực. Chẳng lẽ gã ta là cao thủ nào đó của mưu đồ bá đạo? Lam Hà giật mình, vừa nhìn tiếp, thiện xạ, kiếm khách, nhà quyền pháp, Lam Hà không nhận ra giọng ai, nhưng trông thấy ba người này, cũng hơi đoán được người thao túng sau lưng ba nhân vật khu 10 mà cậu chẳng biết kia là ai. Đột nhiên, Lam Hà cảm thấy tâm trạng tốt vô cùng. Khổ, hôm nay sinh nhật tôi, đánh bản sớm chút, đi trước nhé, mọi người chơi vui vẻ. Lam Hà dứt lời, không chạy lên giúp đỡ, không tới vây xem, cứ như người qua đường mà lướt qua cùng bọn hệ châu. Lam Hà, tên vô dụng này, trong ba người mưu đồ bá đạo không biết là ai vẫn còn đang khinh bỉ. Chương 222: Tìm người trong mê cung. Mấy đại cao thủ của Mưu Đồ Bá đạo đương nhiên hiểu rõ tình trạng khu 10. Tuy họ không tham gia đuổi giết quân Mạc Tiếu nhưng cũng nắm sơ về tiến trình. Chuyện Lam Khê Các không tham gia khiến mọi người rất bất ngờ. Nhìn thế nào cũng thấy tâm trạng đè bẹp quân Mạc Tiếu của Lam Khê Các hẳn phải cấp bách hơn Mưu Đồ Bá đạo của họ chứ. Ai ngờ lại không, Lam Khê Các bị đạp xuống khỏi phó bản vùng đất lưu lạc nghe bảo cao thủ thùy dương quấn bởi lúc sâu lâu còn bị quân mạc tiếu dùng bậc thầy pháo súng giết trong nháy mắt mà trông chúng lại như không thèm quan tâm gì chúng đang sợ ư hay lén thương lượng gì với quân mạc tiếu rồi chẳng lẽ còn có âm mưu nào khác không ai biết có điều kẻ được lợi trong hành động làm khó quân mạc tiếu lần này chính là tất cả công hội có sức cạnh tranh phó bản ở khu 10. mà những công hội vất vả tham gia cũng không thể làm gì để ngăn cản công hội khác hưởng ké thành quả của mình ví như lam khê các tuy là nhà thảm nhất hiện nay, nhưng có nhà nào sẽ khinh thường thực lực của Lam Khê Các chứ? Chỉ cần đè được quân Mạc Tiếu xuống, Lam Khê Các lại trở thành một đối thủ mạnh mẽ trong việc cạnh tranh phó bản ngay, đặc biệt là cái đám đấy còn chẳng hy sinh chút nào trong quá trình áp chế quân Mạc Tiếu. Nhìn từ quan điểm trên, hoàn cảnh của Lam Khê Các hiện tại rất chật vật. Mỗi công hội lớn sao có thể nhường cục diện cả bọn khó khăn lắm mới giành được để Lam Khê Các trục lợi chứ? Tốt hơn hết là Lam Khê Các không cạnh tranh kỷ lục trong tương lai một khi cạnh tranh mâu thuẫn chắc chắn sẽ bùng nổ không chỉ lam khê các những công hội mạnh không tham gia chèn ép quân mạc tiếu cũng nên thế việc cạnh tranh kỷ lục phó bản vốn là sự tự do của mỗi người đối mặt với đối thủ cạnh tranh phải ứng phó ra sao cũng là quyền của từng người thế nhưng vì lợi ích nhiều quy tắc đơn thuần ngày đầu đã không còn thích hợp nữa ai nấy cũng vì thế mà tự tạo một số quy tắc ngầm còn muốn kẻ khác phải tuân theo về sau những công hội không tham gia diệt trừ quân Mạc Tiếu sẽ mất tư cách tranh cướp kỷ lục phó bản. Đây là cách nghĩ chất chứa trong lòng 7 công hội tham gia hành động lần này. Không ai nói thẳng ra, nhưng ai nấy đều làm theo quy tắc đấy. Trong mắt họ, Lam Khê các không tuân thủ quy tắc. Đội do Lam Hà dẫn đến còn chẳng chịu giúp ai, rõ ràng đã thể hiện thái độ của mình. Cao thủ của mưu đồ bá đạo dĩ nhiên rất khinh thường, lớn tiếng chửi mắng một hồi. Nhưng không thể thay đổi được quyết định của Lam Hà, cũng không thay đổi được hoàn cảnh của họ lúc bấy giờ. Ba tên, phút chốc đã biến thành hai tên, hai tên, phút chốc biến thành một tên, giây phút người cuối cùng ngã xuống, phía bánh bao xâm lấn cũng gần như xử xong mục sư. Mà cả bọn lại lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn đang tiến nhanh đến. Chúng đến, giết xong tránh ngay. Diệp Tu nói, mục sư và kiếm khách là hai người hy sinh cuối cùng của mưu đồ bá đạo. Bên này, Diệp Tu lập tức chỉ huy quân mạc tiếu của mình đi trước dẫn đường. Bốn người vội vàng đuổi theo, ai ngờ quân mạc tiếu lao ra được một đoạn thì chợt dừng bước, chờ cả bốn tụ lại mới xoay người nhìn, rồi ngoặt sang ngã rẽ bên trái, bên này, đi sát mép. Đi vầy, tránh góc nhìn của tên đã chết kia, sức quan sát của kiều nhất phàm quả thực rất tốt, cậu chú ý đến xác chết của kiếm khách vẫn nằm bất động ở đấy. Cậu đương nhiên biết rõ góc nhìn của nhân vật đã chết sẽ chuyển lên cao thành góc nhìn của thượng đế. Thế nhưng tầm nhìn của góc ấy lớn bao nhiêu, cậu lại không rõ lắm. Ừ, Diệp Tu lên tiếng, quân mạc yếu đi trước dẫn đường, bốn người khác xếp thành một hàng theo sát phía sau. Lưu ý những người chơi gặp được trên đường, Diệp Tu bổ sung một câu, hả, nếu chúng đã đuổi đến nơi này, để xác định vị trí của chúng ta, ngoại trừ việc chắn lối vào khe núi nhất tuyến, chắc chắn sẽ phái người đến cửa vào các phó bản canh chừng. Giờ vị trí của ta đã bại lộ, hẳn sẽ có người từ 50 cửa vào phó bản đi đến đây. Nếu 50 cửa, bắt hẳn mỗi cửa hai người, hãy lưu ý những nhóm hai người chạy về phía chúng ta. Diệp Tu nói, thế thì chúng ta vẫn bị bại lộ mà. Tô Mộc Tranh nói, có lẽ vậy Diệp Tu nói, làm sao đây, sang bên này, phía trước lại có ngã rẽ, Diệp Tu không chút trần trừ dẫn mọi người đổi hướng. Khe núi nhất tuyến không phải một đồng bằng bát ngát, nơi đây có đủ các ngã rẽ rộng hẹp dài ngắn như mê cung, chúng được kẹp giữa hai vách núi dựng đứng, có muốn trèo tường cũng không thể. Vinh quang thời kỳ đầu, khe núi nhất tuyến là một bản đồ khiến người chơi rất muốn chửi thề. Nhưng giờ thì hết rồi, người chơi lão làng đã quen thuộc đường, mà đám ma mới cũng có sẵn bản đồ do những kẻ đi trước lạc chết trong khe núi nhất tuyến mới vẽ ra được. Chẳng lẽ anh muốn dẫn đi một đường không đụng phải ai? Tô Mộc Tranh đoán sơ được suy nghĩ của Diệp Tu, chuẩn rồi, anh có mở bản đồ mà, anh có chắc chúng sẽ đi con đường mình đoán trước không đấy? 50 cửa vào phó bản lận cơ, Tô Mộc Tranh nói, không phức tạp thế đâu, Diệp Tu cười bảo, hướng mà chúng ta đang đi chỉ có 5 cửa vào bản. Có nhiều đường lựa chọn, không khó để né 5 cửa ấy, chúng ta chỉ cần vòng xa chút là được. Đến đây, đi bên này. Diệp Tu vừa nói vừa tiếp tục dẫn đường. Tại giao lộ từng diễn ra cuộc chiến, 5 người bọn Diệp Tu vừa rời khỏi chưa tới 1 phút, trăm người canh giữ ở lối vào khen núi của 7 công hội đã đuổi giết đến. Trên đường cả bọn chạm mặt đoàn người Lam Hà của Lam Khê Các, không ai dừng lại chào hỏi. Tuy nhân vật trong trò chơi không có ánh mắt, nhưng trong số trăm người có không ít kẻ trưng khuôn mặt khinh bỉ trên đỉnh đầu. Lam Hà vẫn bình tĩnh dẫn theo đám hệ châu, lướt qua trăm người đang khinh bỉ họ. Máu tươi, khói súng, vết kiếm, những dấu vết do chiến tranh lưu lại ở giao lộ vẫn chưa đổi mới. Bốn trong bảy nhà vừa thấy dấu này chỉ muốn bùng cháy. Luân hồi, bách hoa cốc, đạp phá hư không, mưu đổ bá đạo. Ngắn ngủn vài phút, bốn nhà đã bị mất một đội phó bản tinh anh ở đây. Mưu đồ bá đạo còn nhỏ hơn, đây đã là đội thứ hai bị diệt sạch, còn là đội cao thủ do hội trưởng đại nhân tự mình dẫn đầu. Thế mà chưa kịp khoe chút phong thái cao thủ gì đã yếu ớt bị diệt gọn như một đám tầm thường. Quân mạc tiếu mạnh đến nhường nào, dạ độ hàn đàm vừa nghĩ vừa nhìn đống tin nổi giận rào gú của hội trưởng tưởng du. Mà chuyện đã đến nước này, không ai giấu giếm chi nữa. Tin bốn công hội bị mất một đội tinh anh đã được công khai. Ba nhà còn lại tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, nhưng đứa nào cũng biết trong bụng cả ba đang thầm cười trộm. Người không hề bất ngờ với kết quả này chỉ có Trần Dạ Huy, chỉ mình hắn biết rõ thực lực của đối phương. Diệp Thu thêm tô mộc tranh, lại dẫn theo ba đại cao thủ khác, đừng bảo là đội 5 người, có dắt người, 15, 20 thì thế nào. Hắn từng muốn lấy thịt đè người, kết quả thì sao? Lúc ấy chưa có tô mộc tranh, Diệp Thu chỉ mang pháp sư chiến đấu và lưu manh kia đã dần họ tơi tả. Năng lực của những cao thủ tinh anh thuộc công hội khác mạnh hơn gia vương triều bao nhiêu chứ? Điểm đáng tiếc là, hai công hội trung thảo đường và hoàng phong không bị dính phốt thật hy vọng cả hai mau bị đánh một trận đi có điều trần dạ huy vừa nghĩ vừa nhìn thoáng qua người chơi của hai công hội gã nghi hai nhà này đang đục nước béo cò nhất là trung thảo đường một trong ba công hội có thế lực lớn nhất game giờ lại là nhà có số người ít nhất trong trăm người mà mỗi lần hành động còn là người đến chậm nhất thậm chí trần dạ huy còn ngờ rằng phải chăng người của trung thảo đường cũng có mưu kế khác như mình đám quân mạc tiếu đi phía này xác của kiếm khách nó hoàn thành sứ mệnh thì sống lại về thành tin tức chuyển đến dạ độ hàn đàm dạ độ hàn đàm đang chỉ đường cho cả bọn lại nhìn qua thi thể hả đồng chí cô ẩm đã từng có kinh nghiệm trinh sát dưới dạng xác chết ờ vậy chưa chắc đâu cô ẩm bảo lần ở rừng không chi những gì xác của cô ẩm nhìn thấy đã được chứng minh là sai lầm thế loại đằng này ra ờ thì cô ẩm nào dám khẳng định vì thế ba ngã dễ hiện ra trước mặt họ dẫu có phơi xác lại Mọi người vẫn phất lờ tin tức được cung cấp. Chia ra ba đường, không thằng nào dám, tuy địa hình không giống với rừng không chi, nhưng sự kiện 32 người bị diệt đoàn vẫn ám ảnh trong họ. Người từ phó bản đến sẽ nhìn thấy bọn chúng, có người nói, lỡ khi chúng ta đến, người lại tạch mất thì thế nào? Ai đó hỏi, hay bảo những người gặp được chúng đừng để lộ thân phận, lặng lặng đi cùng chúng, thấy chúng đi về phía chúng ta thì mới theo vào. Đành phải vậy thôi ba hội trưởng và những kẻ đại diện bốn công hội thảo luận hồi lâu sau cùng chỉ đành quyết định như thế ngộ nhỡ đám đấy vòng một hồi rồi rời khỏi khe núi nhất tuyến luôn thì sao bỗng nhiên có người nghĩ đến mọi người lập tức hãi hùng hay lùi về lối vào đi lần bàn bạc này không diễn ra bao lâu sau khi đoàn trăm người sang đây chiêm ngưỡng di tích chiến tranh xong cả lũ lại gấp gáp quay về canh chừng lối vào khe núi còn phải lo âu bọn quân mạc tiếu có tranh thủ sơ hở vừa rồi mà chạy thoát không bảo người chú ý đám quân mạc tiếu ở mỗi khu luyện cấp, nhất là vùng đất lưu lạc. Mệnh lệnh đã truyền ra, chờ đợi, lại lo lắng chờ đợi, trăm người chơi từ 50 cửa vào phó bản chạy tới, dần tụ tập tại nơi phát sinh thảm án. Không có, không có và không có, người chơi đến từ 50 cửa vào, nháo nhào không có tin tức. Đù má, chạy thoát thiệt rồi à, có người mắng, có lẽ chỉ đang trốn thôi, có người đoán, hai khả năng, vô luận cái nào cũng khiến người ta nổi điên. Quan trọng là không ai xác định chắc chắn được, vì thế đành tiếp tục canh ở lối vào. Mà trăm người đến từ cửa phó bản chợt nhận được mệnh lệnh đảo quanh khe núi nhất tuyến, với điều kiện không lộ thân phận tìm kiếm tung tích đội năm người quân mạc tiếu. Trăm người hộc máu, kẻ lão làng đều biết khe núi nhất tuyến phức tạp đến đâu. Tìm người trong mê cung, đây là dạng game RPG trên hệ máy cầm tay hả. Sao RPG Pro Playing Game, game nhập vai. chương 223, phát hiện boss hoang dã. Dạng sáng, khe núi nhất tuyến. Bảy công hội lớn với trăm người chơi, hơn nửa đêm không ngủ lại không được phá bản, làm nhiệm vụ hay luyện cấp, cứ ngủ quáng quanh đi quẩn lại trong khu luyện cấp như mê cung này. Canh gác 50 cửa thì dễ, mà muốn lật tung cả bản đồ một lần, trăm người vẫn quá ít. Người chơi mỗi khu của Vinh Quang đều tính theo số lượng hàng ngàn hàng vạn, bản đồ không lớn, sao có thể chứa được nhiều người chơi đến vậy. Ném 100 người vào khu luyện cấp thế này sẽ đạt được một câu bình bốn chữ, đất rộng người thưa. Trăm em đau khổ mò mầm ở đây, mà trăm em cô đơn gác sẵn ở lối vào khe núi cũng không dễ chịu mấy. Càng miễn bàn đến thành không tích xa xôi, nơi có hơn trăm em đứng bồi hồi ngoài cửa thành, ai cũng cô quạnh lâu lắm rồi. Cứ như vậy, nửa tiếng trôi qua thật nhanh, mỗi khu luyện cấp, những địa điểm có thể có nhiệm vụ đều không có tin truyền về. Trăm kẻ khốn khổ trong khe núi nhất viết cũng không phát hiện được gì, cả bọn vẫn co giò chạy trong cát vàng mênh mông. Ngay tức thì, tin tức của đám quân Mạc Kiếu đột nhiên nhảy ra trước mặt cả lũ bằng cách dễ thấy nhất. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi quân Mạc Kiếu, phong sơ yên mộc, hàn yên nhu, bánh bao xâm lấn, một tắc cho đã phá kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến, thành tích 29 phút 51 giây 44. Mỗi khu vực trong khe núi nhất tuyến dường như âm vang tiếng đủ má, thì ra nửa tiếng tìm khắp bản đồ của cả lũ là ăn no rừng mỡ, người ta lại chui vào phó bản rồi. Có điều, trăm người bọn họ đều đi từ cửa phó bản, sao lúc qua lại không thấy chúng. Tất cả cùng khó hiểu, tóm lại chuyện diễn ra trong nửa tiếng qua là, khi bảy công hội lớn mò khắp thế giới tìm đám quân mạc tiếu, đối phương lại thong dong càn quét kỷ lục mà họ để ý nhất. Kỷ lục của phó bản khe núi nhất tuyến, đám quân mạc tiếu đã phá lần hai rồi. Chẳng qua lần này không giống phong cách từ trước đến nay của chúng. Thành tích phá kỷ lục trước giờ của đội quân Mạc Tiếu luôn nâng cao theo phút. Vừa phá đã chặt đứt tơ tưởng trong lòng kẻ khác nhưng hai lần này chỉ nhìn hơn thành tích ban đầu một chút, không hiển lộ nét bá đạo như xưa. Có điều, nghĩ đến cái đám này gồm bốn tên cấp 31 và một kẻ mới 30, mọi người chỉ biết câm nín. Tuy giữa cấp 31 và 33 không chứa sự khác biệt về trang bị, nhưng mức tranh lệch hai cấp vẫn tạo nên sự thua kém nhỏ nhoi trong điểm thuộc tính và cấp bậc kỹ năng. Cấp 33 vẫn mạnh hơn 31, đây là điều chắc chắn, bằng không đẳng cấp còn mang ý nghĩa gì. Tại nơi chỉ một chi tiết cũng có thể quyết định thành hay bại như phó bản, sự tranh lệch tí thì ấy dần tích tiểu thành đại, sau cùng hiển lộ trọn vẹn trên thành tích kỷ lục. Hiện tại đám quân Mạc Tiếu đã có thể lập được kỷ lục, vậy chẳng phải đến khi lên 33 lại lập ra một kỷ lục biến thái mà chẳng ai muốn nhìn ư. Còn chuyện năm người làm cách nào lần được trăm người mà chui vào phó bản, giờ xoắn suýt cũng chẳng làm được gì. Phó bản, phó bản, đi canh phó bản, 100 người lập tức nhận được mệnh lệnh mới, Đành phải vừa bắn tiếng đan mạch vừa cuống cuồng lăn về năm mươi cửa vào bản. Boss, Boss hoang dã, một tin chợt gửi đến, đương nhiên, tin thế này tuyệt đối không thể công bố cho quần chúng, chỉ lặng thầm gửi cho hội trưởng phe ta. Không có ai hết, có mình tôi, ở đây rất khuất. Người phát hiện boss hoang dã kích động đến nói năng lộn xộn. Dạ độ Hàn Đàm cũng phấn khích vô cùng, đau đớn suốt cả một đêm, hôm nay ai có thể khốn khổ hơn mưu đồ bá đạo của họ chứ? Lẽ nào ngay cả hệ thống cũng nhìn thấy được nên dự định thiên vị cho họ chăng? Đêm khuya tĩnh lặng, còn là bản đồ cao cấp như khe núi nhất tuyến, người chơi hiếm hoi, có thể để họ ăn mảnh thành công con boss giã đồ này. Nếu bảo kỷ lục phó bản lập vì danh, có danh tiếng mới đổi được lợi ích, thế thì boss giã đồ trực tiếp là lợi, không có lý do gì để phớt lờ, bất kỳ lúc nào cũng không thể. Thế nhưng điều động người qua đây ngay sẽ dẫn đến nghi ngờ, giã đồ hàn đàm đành lẳng lặng chia sẻ tin này cùng tưởng du. Bấy giờ tưởng du vẫn đang ở khu 10, kể cả bốn tên cao thủ đến từ thần chi lĩnh vực. Họ không đến vì luyện cấp, mà chỉ vì phá kỷ lục phó bản khe núi nhất tuyến. Giống như việc Xuân Dịch Lão dẫn người sang giúp đỡ càn quét vùng đất lưu lạc hai ngày trước, năm người họ cũng mượn tài khoản cấp thấp của những khu cũ, lẽ ra đánh bản ở khu 10 xong phải chuyển khu nghiên cứu tiếp, nhưng giờ phút này chẳng ai trong năm người có tâm trạng làm vậy. Cuộc chiến diệt đoàn nửa tiếng trước không ngừng lặp lại trong đầu cả năm, với họ, đây quả thực không phải một hồi ức vui vẻ. Dưới tình huống lấy thịt đè người, những đại cao thủ như họ gọi viện trợ đã mất mặt lắm rồi kết quả cả bọn còn chưa đợi được viện trợ đã thua dưới tay của đối phương trong vòng mấy phút họ đến đây chỉ để cạnh tranh kỷ lục phó bản với quân mạc tiếu nhưng lại thất bại ê chề khi đối đầu trực tiếp nếu tin này truyền ra trong công hội về sau còn mặt mũi đâu mà xưng cao thủ đứng đầu mà lỡ để bên ngoài biết được lại càng trở thành chủ đề bị người cười nhạo thùy dương quấn bờ chính là vết xe đổ danh tiếng của tên cao thủ mới nổi đến từ Lam Khê Các này vẫn không ngừng tăng cao ở thần chi lĩnh vực. Nếu có cơ hội được sống lại, hắn nhất định sẽ không khiêu chiến với quân Mạc Tiếu. Mà dẫu thực phải chiến đi nữa, hắn cũng sẽ xài clone. Tiếc rằng hắn không hề sống lại, nên hắn đã khiêu chiến, còn chẳng thèm dùng clone. Thùy Dương quấn bờ khiêu chiến quân Mạc Tiếu, kết quả hắn thua, thua thê thảm, thảm đến độ ai ai cũng biết. Video cảnh hắn bại trong dây lát nhanh chóng nổi như cồn. Kể từ chiều hôm ấy, Thủy Dương quấn bờ không còn lên mạng nữa. Quyết định này quả thực rất thông minh, bên thần chi lĩnh vực không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị cười nhạo hắn. Ngay cả trong số bốn người bạn bên cạnh tưởng du, có hai người đã nhức mắt Thùy Dương quấn bờ từ lâu, đều trầu trực châm biếm trên thế giới. Thùy Dương quấn bờ trốn mất, không nhìn thấy mấy câu châm biếm đấy, nhưng bi kịch của hắn mãi mãi không biến mất. Còn bọn tưởng du thì sao? Ngẫm lại Thùy Dương quấn bờ, cả đám chỉ thấy mình còn may chán, ít ra cả bọn đang sạch clone, ít ra cả bọn không bại thảm thương dưới cái nhìn tròng trọc của đám đông vây xem quân mạc tiếu rất mạnh ai không nhìn ra điều này không xứng là cao thủ thế nhưng bọn tưởng du vẫn muốn xoay chuyển trận này nửa tiếng tiếp đấy họ vẫn đang thảo luận cách phối hợp chiến thuật mà đám quân mạc tiếu từng dùng khi ấy đặc điểm khó chơi của tán nhân quân mạc tiếu và làm thế nào để đánh bại chúng dĩ nhiên họ luôn quan tâm tin tức về đội ngũ của quân mạc tiếu luôn chờ tin nhắn từ dạ độ hàn đàm kết quả họ không đợi được quân mạc tiếu nhưng đợi được tin về boss. Quân Mạc Tiếu đâu, tưởng du lại quan tâm con boss này hơn. Dạ độ hàn đàm ngẩn ra, quân Mạc Tiếu vừa lên TV, thế mà tưởng du không thấy ư. Năm người nãy giờ đang làm gì, quân Mạc Tiếu trong phó bản, mới phá kỷ lục xong. Dạ độ hàn đàm đành kể chi tiết, kỷ lục, tưởng du giật mình, vội mở bảng thành tính nhìn thoáng qua khe núi nhất tuyến, rồi mới nhẹ nhàng thở phào, thành tích này hình như hơi ẹ. Ừm, quá bình thường, em nghĩ chúng chưa dùng sức đâu, dạ độ hàn đàm nói đợi đến lúc chúng dùng sức lại đỡ trả kịp mà xác nhận vị trí của chúng chưa tưởng du hỏi chưa sao còn chưa cảm xúc đêm nay của tưởng du hiện rõ vẻ gắt gỏng dẫu chỉ là chữ viết dạ độ hàn đàm vẫn có thể đọc ra ngữ điệu nặng nề của gã trước đó không biết chúng làm cách nào mà lẻn qua được người ở năm mươi cửa chui vào bản dạ độ hàn đàm chỉ đành giải thích hiện tại chúng vẫn còn một cơ hội vào bản tưởng du bảo đúng vậy bảo vệ tốt cửa vào bản đã sau khi chúng ra hãy xác định rõ hướng đi của chúng, giờ chúng sẽ không chui vào phó bản nữa đâu, nếu vây kín lối ra vào khe núi nhất tuyến, chắc chắn sẽ tìm thấy chúng bên trong. Tưởng Du căn dặn, ừm, um, thế con boss giã đồ kia, chúng ta đi, cần kêu thêm người không? Không cần, nhiều người dễ gây chú ý. Tưởng Du bảo, thật ra sâu trong lòng, gã rất muốn chứng minh họ là cao thủ thật sự, chứng minh cho ai cũng được cả. À, dạ độ hàn đàm không nhiều lời nữa, nhiều người quả thực không tiện lắm, dù sao họ đang thủ sẵn ở lối vào khe núi nhất tuyến. Người của mưu đồ bá đạo trợt hùng dũng rủ nhau tiến vào, khẳng định sẽ bị người nghi ngờ. Còn một đội năm người thì rất dễ bị phất lờ. Trong khe núi nhất tuyến, vừa lập ra kỷ lục truyền khỏi phó bản, Diệp Tu lại dẫn theo bốn người rời khỏi ngay. Không thể đánh bản tiếp, Diệp Tu nói, hắn chỉ biết cách vòng qua đám người để vào bản, nhưng không thể xác định lần này ra ngoài có bị người gác cửa phát hiện không hắn không muốn lần phá bản tiếp theo vừa bước ra đã bị bảy công hội lớn tề tụ ngoài cửa một lưới bắt gọn. Dẫn người rời khỏi cửa vào bản đông người, chỉ chọn những đường không ai đi. Những kẻ không có tên công hội trên đầu, nào biết có phải người chơi cố ý ẩn tên công hội giả làm dân thường hay không. Vòng qua quấn lại, đánh quái ven đường, rốt cuộc dẫn mọi người đến một nơi cực kỳ hẻo lánh, nhìn xung quanh, quả thực không có người nào. Diệp Tu vô cùng tiếc nuối, sớm biết thế đánh thêm lần nữa rồi. Không ai theo dõi hành tung của họ, tương ứng với việc ở cửa phó bản vừa nãy không có người của bảy công hội lớn hiện tại lại đi thì có hơi mạo hiểm tô mộc tranh nói ừ luyện cấp chơi đi diệp tu đáp vậy em đây ao trước tô mộc tranh nói em cũng vậy kiều nhất phàm cũng vội tiếp lời hai tuyển thủ chuyên nghiệp như họ không nhàn dỗi đến thế đi 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 diệp tu dĩ nhiên không ngăn người lại cả hai chào tạm biệt mọi người rồi lóc ao chỉ còn lại ba kẻ thâu đêm không đến bình minh không rời mạng diệp tu đường nhu và bánh bao xâm lấn tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh, có lẽ đối phương đang phái người tìm tụi mình ở khắp nơi. Diệp Tu dặn dò hai người, vì thế cả ba tiếp tục dọc theo khe núi đánh quái. Dù rằng quái trong bản đồ không bằng quái tinh anh trong phó bản, nhưng cũng có thể chọn làm đối tượng luyện tập, Diệp Tu lại vạch ra nội dung bài tập giới hạn cho từng người, xem cả hai đánh quái và hướng dẫn. Đường núi hoang vu cứ thế bị ba người dọn hết, chỗ ngã rẽ phía trước, Diệp Tu đang nhìn bản đồ lựa chọn đường đi, vừa chuyển góc nhìn đã phát hiện một thứ ý, đây chẳng phải boss hoang dã trong truyền thuyết sao. chương 224, tình báo giả, boss hoang dã khe núi nhất tuyến, người đá lang thang ao pần, chính là con mạnh nhất trên bản đồ này. Lúc này nó đang mặc áo dài màu đen, bả vai khiêng thái đao chiều dài như thanh đại kiếm lang thang dạo quanh trong khe sâu. Boss giọng bánh bao sâm lấn pha lẫn tiếng nuốt nước miếng. Đối với một game thủ lão làng, chữ boss này quả nhiên rất mê người. Thối lui thối lui, Diệp Tu bỗng nhiên kêu lên. Hai người khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời lùi về sau phía sau có người quân mạc tiếu của diệp tu cũng lùi bước ẩn núp phía sau vách núi ai đường nhu hỏi boss bị phát hiện rồi đoán chừng rất nhanh sẽ có người tới giết diệp tu vừa trả lời đường nhu vừa xem bản đồ trên màn hình bánh bao xâm lấn bên cạnh quân mạc tiếu lộn người lăn tới trước tiếp đó lập tức lộn người lăn về sau bánh bao em làm gì đó diệp tu vừa xem bản đồ vừa hỏi điều tra bánh bao xâm lấn nói thế em trông thấy gì rồi? Diệp Tu hỏi, cây đao dài khiếp, bánh bao sâm lấn nói. Rồi, lát nữa tụi em phải chú ý, vũ khí con boss này có cự ly công kích của đại kiếm, tốc độ công kích của thái đao. Diệp Tu nói, ồ, chúng ta phải giết nó. Đường Nhu nói, đương nhiên, nhưng có người tới rồi. Đường Nhu nói, rượt boss hả, em thích. Bánh bao sâm lấn đáng khinh nói, lại vang tiếng nuốt nước miếng. Có sao không, đường Nhu hơi ngại, là người bên mưu ngư đồ bá đạo. Diệp Tu nói, còn chưa lên, đường nhu lập tức sửa miệng, giờ không thể lên, Diệp Tu nói, tại sao, viêm nữ vu, chúng ta giết nó mất nhiều lâu còn nhớ không? Diệp Tu nói, ba tiếng rưỡi, đường nhu đương nhiên còn nhớ, chuyện xảy ra được mấy ngày thôi mà. Vậy nên, dù chúng ta có giết bây giờ, cũng không thể giết chết nó trước khi người mưu đổ bá đạo tới. Diệp Tu nói, nên là, bánh bao đã nói, phải giựt. Diệp Tu nói, ha 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 ha. ha nhỏ giọng chút bánh bao diệp tu vội nhắc nhở bánh bao xâm lấn im tiếng đường nhu cũng điều khiển hàn yên nhu đi tới dò xét nhưng chúng ta chỉ có ba người người đối phương cũng không nhiều diệp tu nói tại sao vì người bên mưu đồ bá đạo bây giờ đa phần đều đang tụ tập với người công hội khác chuyện tốt như boss hoang dã này bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn kinh động tới công hội khác thành thử bọn họ sẽ không phái quá nhiều người hơn nữa quy mô hành động phải nhỏ cho nên người tới giết boss sẽ không quá đông Diệp Tu nói: Lỡ có rất nhiều người thì sao? Vậy chúng ta đành phải đăng tin lên thế giới, làm cho rất nhiều trở nên rất rất nhiều, cực nhiều. Diệp Tu nói: Ha ha ha, lão đại anh xấu quá nha. Bánh bao xâm lấn nói: Là chiến thuật. Diệp Tu chữa lời cậu ta. Ba người cứ vậy lén lút núp đằng sau vách núi, thỉnh thoảng lòi nửa quả đầu ra ngoài quan sát xung quanh một cái. Người chơi mưu đồ bá đạo vẫn vô cùng cẩn thận theo dõi người đá lang thang ao bần ở phía sau. Rõ ràng gã không muốn cách quá xa nhưng lại sợ bước vào phạm vi cừu hận của người đá lang thang ao pần mà người đá lang thang ao pần quả không thẹn với tên lang thang của mình chỉ cần ra con mới sẽ không giống các con boss khác đi vòng vòng trong phạm vi nhỏ mà lại chậm bước diện rộng khắp khe núi nhất tuyến tên này không biết dòm boss nhiều lâu thế mà không đụng phải ai thật may mắn diệp tu nói gã đụng rồi đó bánh bao xâm lấn nói nếu đụng thì sớm đã có người tới cướp diệp tu nói lão đại chúng ta cũng là người Bánh bao xâm lấn nói, Diệp Tu báo chiếu, câu này, bạn nên giải thích thế nào đây? Ngậm miệng luôn cho xong, chúng ta trốn mãi trong này à? Đường Nhu hỏi, nơi này được, anh đã coi bản đồ, nếu đối phương từ cửa vào sang đây thì không thể xuất hiện ở chỗ chúng ta, hẳn là gặp trực diện Boss. Có điều nếu Boss đi quá xa thì sẽ không còn địa hình để ta lợi dụng, đâm ra khó xử lý đám kia, có thể nhanh chút được không vậy? Diệp Tu nói, đứa giết Boss chưa tới, đứa chuẩn bị giựt Boss lại nóng ruột, đường nhu và bánh bao sâm lấn ở phía sau trở nên tương đối trầm lặng. Hai người mặc dù đã có chút tiến bộ về kỹ thuật, nhưng ở phương diện này, quả thật vẫn còn kém lắm. Bánh bao sâm lấn đang ngồi trồm hổm, khai triển sở trường hèn mọn của mình, liên tục lăn ra nhìn trộm. Chạy càng lúc càng xa thiệt rồi, bánh bao sâm lấn nói, boss có khả năng đột nhiên quay đầu không? Đường nhu hỏi, ờ, cái đó anh chưa nghiên cứu sâu. Diệp tu đáp, thật ra là hắn đang xem bản hướng dẫn đánh người đá lang thang ao pần đây nè lật trang nhanh, phát hiện trên bản hướng dẫn cũng không nhắc tới điều này, hiển nhiên không có ai cảm thấy đây là một vấn đề đáng nghiên cứu. Chúng ta vòng lại không? Đầu đường bên kia có thể có chỗ tốt hơn thì sao? Đường Nhu hỏi, bên kia không chỗ thông sang. Diệp Tu vô cùng tiếc nuối nói với Đường Nhu, chúng ta rốt cuộc cần địa hình thế nào? Đường Nhu hỏi, vừa đủ gần, gần đến mức chúng ta mới lộ mặt là đánh được boss luôn. Vì sao? Đường Nhu hỏi, đây là quy tắc game, nếu chúng ta ra tay sau chắc chắn không thể cướp được quyền sở hữu boss cho nên ngay thời điểm ra tay chúng ta phải vừa đánh chúng boss vừa giết sạch cả bọn quyền sở hữu boss mới có thể được chấp nhận cũng như thù hận của boss lúc này mới tính lên người đội chúng ta bằng không dù chỉ còn một người còn sống bên đội chúng cộng thêm chưa thoát khỏi hình thái chiến đấu chúng ta giết chết boss đi nữa thì quyền sở hữu boss cũng không phải của chúng ta hiểu không diệp tu giải thích ạc à, nghĩa là chúng ta cần tiếp cận chiến cuộc đủ nhanh so với chuyện đánh boss thành công giải quyết hết bọn họ mới là chuyện quan trọng hơn. Đường Nhu nói, "Đúng vậy, giờ em xem, boss càng lúc càng đi về phía kia, chính giữa lại hoàn toàn không có nơi nào để ẩn nấp. Giả như bên kia nảy sinh chiến đấu, bất kể thời cơ có hoàn mỹ bao nhiêu, bên ta vừa ló đầu ra, chúng sẽ lập tức phát giác ngay. Mà chúng ta còn phải vượt qua một khoảng cách lớn. Nội chút thời gian ấy, bọn họ đã có bao nhiêu cách xoay sở rồi, anh sẽ không giải thích cặn kẽ từng cái." Tóm lại với tình huống như thế, chúng ta khó cướp được boss. Diệp Tu nói, vậy làm sao bây giờ? Đường nhu lo âu, hàn yên nhu sông về phía trước ló đầu ra, càng lúc càng chạy ra xa. Sao không dứt khoát lên cướp luôn rồi dẫn tới một nơi không người giết? Đường nhu đề nghị, không có nơi nào như thế. Diệp Tu nói, cùng lắm thì bọn họ làm như anh đã nói, rêu giao chuyện boss để toàn bộ thế giới biết. Em nghĩ khu luyện cấp đến lúc đó còn có thể có một nơi không người không? Ý, Diệp Tu bỗng thì thầm, cách này cũng không tồi nếu không được thì có thể thử xem cách gì coi người bên mưu ngư đồ bá đạo khi nào thì tới đã diệp tu nói chậm chết được đến rồi đến rồi bánh bao xâm lấn đột nhiên la lên đầu núp về bánh bao diệp tu lập tức kêu lên hắn biết đối phương tới phía chính diện tuy chỗ này cách tương đối xa nửa đầu có thể không thấy được nhưng nhớ số đông đẻ bẹp khoảng cách nhìn thấy được thiệt thì sao bánh bao xâm lấn rút đầu cực nhanh tức khắc lách về bao nhiêu người đến Năm, bánh bao sâm lấn nói. Mới năm, Diệp Tu ngạc nhiên, boss hoang dã đó, vậy mà chỉ mới tới năm người, lá gan cũng vượt ra ngoài dự đoán của hắn, hắn vốn nghĩ đến ít nhất cũng phải 10 người. Là năm đó, em không nhìn lầm, bánh bao sâm lấn nói. Được rồi biết rồi, Diệp Tu gật gật đầu. Cách của anh, đường nhu hỏi, lúc này boss rõ ràng đã không còn ở cái vị trí gọi là có thể tiếp cận chiến cuộc nhanh nhất. Chú ý thế giới, Diệp Tu vừa dứt câu, kênh thế giới lập tức nhảy ra một tin. Quân Mạc Tiếu, khen núi nhất tuyến 2441, 3212 phát hiện boss ẩn, tới nhanh đê. Đệch, tuy tin thế giới do một người chơi bình thường phát ra thường xuyên bị phủ lấp nhanh chóng, nhưng cái tên quân Mạc Tiếu dù sao cũng rất chói mắt. Giờ phút này có không ít người đang thầm nguyền rủa hắn. Cái lóe bất chợt hiện trên thế giới, tức khắc hấp dẫn vô số ánh mắt, mà tin tức do quân Mạc Tiếu phát ra cũng khiến cho vô số người thẳng thốt chẳng qua chữ địch trong miệng dạ độ hàn đàm khác nghĩa với chữ địch được thốt ra từ các xếp bự và cao thủ của công hội khác boss ẩn lối vào khe núi nhất tuyến xôn xao một vùng đã có người gấp rút muốn vào bản đồ chuyện gì rồi dạ độ hàn đàm gửi tin nhắn ngay cho người canh boss boss không có ở đó người canh boss vội trả lời dạ độ hàn đàm ngẩn ra khoan đã trần dạ huy bên này đột nhiên hết to một tiếng nhưng lúc này người người huyên náo ngoại trừ những kẻ cận bên thì chẳng ai màng tới hắn nhưng có kẻ cận bên để ý là đủ, bởi vì đó chính là những tên có quyền đưa quyết định thay bảy công hội lớn. Hắn ta trùng hợp gặp Boss ẩn, hay là điệu hổ Ly Sơn. Trần Dạ Huy trầm giọng nói, Ngưu Đồ Bá Đạo và Gia Vương Triều là kẻ thù không đội trời chung, Dạ Độ Hàn Đàm cực kỳ căm ghét Trần Dạ Huy, không phải bởi một lý do đặc biệt nào cả. Tao là bá đồ, mày là gia thế, thế là đủ. Nhưng giờ phút này, Dạ Độ Hàn Đàm phát hiện đồng chí Trần Dạ Huy quả là đáng yêu suy nghĩ của hắn quả thật rất đúng lúc. Mục tiêu trước nhất của dạ độ hàn đàm, đầu tiên là boss hoang dã, thứ hai mới là quân mạc tiếu. Gã không muốn vì tình báo giả mà khiến mọi người loay hoay tìm boss làm hỏng hết cơ hội âm thầm giết boss của họ. Chỉ là, ý kiến của Trần Giả Huy có lẽ thuyết phục được những người này, nhưng đám người khác thì sao? Người ở cửa phó bản không lập được đội, người đã đánh xong phó bản cấp 30, người thèm muốn boss hoang dã tràn ngập khắp nơi đấy. Câu nói của quân Mặc tiếu vẫn sẽ thu hút được không ít người nhỉ. Cái thằng này, thành thật tuyên bố tin tức giả hòng thừa cơ thoát thân đây. bấy giờ, dạ độ hàn đàm cực kỳ phản cảm quân Mặc tiếu. Chiều này, sớm không dùng chế không dùng, ngay lúc chúng ta thật sự tìm thấy boss thì mi mới dùng, đồ gây nghiệp chướng. chương 225, cách một bức tường, bên đó thế nào, dạ độ hàn đàm hỏi người canh boss. Hội trưởng vừa đến, dụ boss rồi, nhưng quân Mặc tiếu tung tin khốn nạn quá mọi người đang kéo boss đi trốn. Người này trả lời, hai, dạ độ hàn đàm chỉ biết thở dài, người chơi muốn giết boss thì ai mà cản lại được. Cũng may sao các công hội canh ngoài lối vào khe núi đều dừng lại theo lời khuyên bảo của Trần Dạ Huy, dạ độ hàn đàm cũng đội ơn trời tên này lý trí thật đúng lúc. Này, tính ra, bọn quân mạc tiếu cầy phó bản liên tục cũng sắp xong lần thứ ba rồi, mọi người canh ngoài phó bản đừng đi đâu hết, hãy căng mắt lên nhìn. Một mặt Trần Dạ Huy tích cực chỉ đạo, mặt khác lại gửi đi tin mật, tọa độ 2441, 212 qua đó thám thính ngay. Trần Dạ Huy không thiếu người, hắn đầu tư lớn vào khu 10, nắm nhiều lão làng trong tay. Bản thân dẫn theo người đến vây bắt quân Mạc Tiếu, nhưng hãy còn một số lượng cao thủ tinh anh đáng kể, người phó bản, kẻ cày cấp. Hắn giấu thực lực, thậm chí lượng cao thủ này còn không vào công hội Gia Vương Triều, nhưng chính họ lại là những cao thủ lão làng trung thành với Gia Vương Triều nhất. Lúc này, ngoài thì bảo ban 6 công hội, đây là âm mưu của quân Mạc Tiếu, sau lưng lại thà tin là có, còn hơn là không, âm thầm phái đồng bọn đang trong khe núi nhất tuyến đến tọa độ 2441, 3212 trinh sát. Theo Trần Dạ Huy, trăm người nơi lối vào đã được hắn ổn định, nhưng sáu công hội có lá mặt lá trái giống hắn hay không thì không biết. Huống chi, tin đã gửi toàn thế giới, hắn có thể trấn an được đám người trước mắt, nhưng sức đâu đi trấn an cả thế giới. Hiện giờ, chỉ cần là người đang hoạt động trong khe núi nhất tuyến, nhất định đang đổ xô về tọa độ đó rồi trần dạ huy đoán chẳng mấy chốc mấy công hội khác như lam khê các cũng sẽ chạy đến góp vui thôi trong khe núi nhất tuyến đường nhu cũng nhìn thấy tin trên thế giới cô quay ra hỏi diệp tu cách của anh đây đó hả ừ dọa chúng nó tí ấy mà diệp tu đáp dọa ai cơ ai đánh boss thì dọa người đó ồ tọa độ này không phải vị trí thật của boss nhưng cứ men theo khe núi chẳng mấy cũng thấy người trong khe núi lúc này đang đổ dồn về tọa độ kia Thế nên chúng phải dẫn boss đi trốn là phải rồi." Diệp Tu giải thích, "Thế à?" Đường Nhu vừa đáp thì chợt nghe thấy có tiếng đánh nhau ngày một gần, như là nhóm giết boss bên kia vách núi vọng đến. "Hình như đang lại đây." Đường Nhu nói, "Đúng rồi, chúng ta đứng đây không bị lộ chứ? Trốn vào đâu giờ?" Hàn Yên Nhu của Đường Nhu quay trái quay phải xem địa hình. "Yên tâm đi em, bọn chúng chắc chắn sẽ đi thẳng. Chỗ chúng ta dễ gặp phải người chơi muốn vào phó bản. Chúng đang trốn mà." kéo boss đến chỗ kia mới chuẩn nhất. Diệp Tu nói, quả nhiên, tiếng đánh nhau ngày một rõ ràng, ba người không dám ho he, chẳng mấy chốc đã thấy bóng boss người đá lang thang ao pần trên giao lộ. Sáu gã của mưu đồ bá đạo bu lấy nó, đẩy lui, thổi bay, sử dụng triệt để tất cả các kiểu công kích dịch chuyển để đẩy người đá lang thanh ao pần vào sâu trong khe núi, quả nhiên trả thèm ngó ngàng gì tới góc này. Nhưng ba người vẫn cẩn thận nép chặt vào vách núi, sợ bị phát hiện. Thấy chưa, dẫn qua bên kia trả tiện hơn à diệp tu cười bảo đường nhu để ý địa hình thì thấy giữa khe núi gồ hẳn lên một dải đất càng đi càng cao như làn danh chia đôi khe núi giống đường cao tốc này làm hai nửa hai bên không thể đi sang nhau phải dùng trạng thái trèo tường một đoạn dài mới qua được người của mưu đồ bá đạo đang dụ boss đi về phía bên phải của khe núi như thế ba người có thể trốn ở bên trái mà không phải lo lắng gì cứ tiến sâu vào trong bên kia là giấu được đấy diệp tu cuối cùng cũng đạt được mục đích chỉ bằng một tin thế giới nho nhỏ, nhỏ hắn hiểu rõ tâm lý người chơi, đoán được ngay khi tin tức được tung ra, nhóm săn boss của mưu đồ bá đạo sẽ hành động như vậy. Chờ bọn chúng đi xa chút nữa rồi chúng ta qua. Diệp Tu nói, rõ, đường nhu và bánh bao xâm lấn rõng giặc hô. Nhóm giết boss chính là nhóm 5 người tưởng du cộng thêm người phát hiện ra boss. Khi quân mặc tiếu tung tin, tưởng du vừa chửi đù má vừa chỉ huy 5 người dụ boss chuyển chỗ. Gã biết chắc sẽ một lượng lớn người chơi đổ dồn về tọa độ kia, nhưng ở đó không có boss. Cơ mà đã mất không đến, gì thì gì cũng bổ ra xung quanh tìm. Tưởng Du cũng hiểu rõ tâm lý người chơi mới vội vội vàng vàng lùa người đá lang thang ao pần như lùa dê chạy trốn. Càng cách xa tọa độ kia bao nhiêu càng an toàn bất nhiêu. Huống chi, chả mấy chốc khe núi nhất tuyến sẽ đầy nhóc người, chỉ e sẽ chạm chán ai đó, nên họ còn phải kiếm một chỗ không có người. Tưởng Du vừa nhìn bản đồ vừa dẫn đường kéo boss, kết quả lại sập trúng bẫy của Diệp Tu. Tưởng Du không hổ là đại cao thủ của thần chi lĩnh vực. Tuy trước bị Diệp Tu đánh cho rơi ngô, nhưng kéo boss hoang dã thì vẫn chuẩn. Sau khi vạch đúng đường, nhanh chóng kéo boss đến đó, chẳng mấy đã dần dấn sâu vào bên phải khe núi. Đi thôi, Diệp Tu gọi, đường nhu và bánh bao sâm lấn đi theo quân mặc tiếu, chui ra khỏi cái ổ nút sau lưng núi nãy giờ. Cùng nhau mon men đi vào mé trái khe núi. Ban đầu, giải đất ngăn cách hai bên không cao, cũng không phải dốc đứng. Ba người dàn hàng trèo lên, nhú nửa đầu nhìn sang mới phát hiện mưu đổ bá đạo nhanh ra phết chưa chi đã không thấy ai đi đâu rồi. Vì thế cả ba bám vách bò ngang, Diệp Tu không quên nhắc nhở hai bạn trẻ chớ có thỏ đầu ra. Người bên dưới đang chiến đấu, góc nhìn thay đổi liên tục, không đoán trước được lúc nào bất chợt ngửa đầu lên nhìn. Di chuyển trên giải đất nhanh hơn vừa chạy vừa kéo boss, chả mấy chốc ba người đã vượt qua nhóm phía dưới, đường nhu vội cho Hàn Yên nhu thỏ đầu ra nhìn, lúc này mới thấy ai đi năm người từ từ tiến lại. Chính là nhóm đó, đồng thời cũng rụt đầu về ngay tắp lực Ái trà, cũng prophet ấy chứ." Diệp Tu nói, "Lão đại, bánh bao sâm lấn kêu lên, "Hở, nếu em nhảy xuống từ đây có ngã chết không?" Bánh bao sâm lấn đang nhìn sườn núi dưới chân mình, nghiên cứu xem nó cao bao nhiêu. Dải đất càng lên càng dốc, sớm đã không phải độ cao như khi vừa bước lên. "Chưa chết, nhưng cũng ngấp ngoài." Diệp Tu nói, "Thế cao bao nhiêu mới chết?" Bánh bao sâm lấn tò mò, "Bao giờ chết anh bảo cho." Diệp Tu đáp, "Thế với sườn dốc thế này, dốc bao nhiêu độ nhân vật đứng vững được anh. Đường Nhu cũng hỏi vấn đề này, nhưng chỉ ít cũng có tí kỹ thuật hơn bánh bao xâm lấn. À, chú ý cái này nhé, tuy không có tiêu chuẩn thống nhất, còn phải tùy địa hình. Như ở khe núi nhất tuyến thì 70 độ trở lên là không đứng được nữa. Diệp Tu trả lời, các anh nghiên cứu cả số liệu này à? Đường Nhu hỏi, đương nhiên, Diệp Tu gật đầu, độ dốc ảnh hưởng đến tốc độ nhân vật, trong mấy bài hướng dẫn anh sửa giúp em có một bài liên quan đến phương diện này được viết rất tỉ mỉ đấy. Thật á, sao em chưa thấy nhỉ? Đường Nhu hỏi, từ từ sẽ thấy. Diệp Tu nói, ba người vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng thò đầu ra quan sát bên dưới. Giải đất càng lên càng rộng, cuối cùng ba người đều nhảy thẳng lên đấy, đủ rộng để di chuyển vài bước. Cứ dọc theo đường này, có khi rời khỏi khe núi nhất tuyến nhỉ? Đường Nhu hỏi, lên nữa là hết đường. Đây chỉ là một chóp núi nhỏ trong khe núi thôi, Diệp Tu nói, bò một hồi trên chóp núi, Diệp Tu gọi hai người lại, đến đây là đủ rồi, lên nữa không đủ độ dốc. Bánh bao em xem này, với độ cao như thế này, nếu nhảy thẳng xuống là tỏi ngay đấy. Vâng vâng, bánh bao xâm lấn thỏ đầu ra đánh giá độ cao, lại bất ngờ phát hiện bên trái khe núi có người, số lượng không ít, đều đang cắm đầu cắm cổ chạy, không để ý trên đỉnh đầu. À, người chơi đi phó bản ấy mà, Diệp Tu nhìn thấy nói, boss sẽ không bị phát hiện chứ, đường nhu hỏi đám đó còn đang lần mò tọa độ bên kia, bao nhiêu ấy nhỉ? Anh quên mất rồi, Diệp Tu nói, vì thế ba người trốn trên cao, nhìn đám người tìm boss bên trái lướt qua nhóm người oánh boss bên phải. Hẳn chả ai ngờ khoảng cách giữa họ lại gần đến vậy, chỉ cách nhau có một sườn núi nhỏ. Từ phó bản đến tọa độ kia cách nhau khá xa, đám người kia giờ mới đi qua đây. Sớm đã có vài người luyện cấp gần đó hay đứng ngoài cửa phó bản đợi tổ đội chạy về tọa độ kia, không thấy boss xong là lại ý ới gọi nhau về trên kênh thế giới. Người chơi đến nơi mới biết không có boss, người chưa đến lại không tin, thế là cứ đổ dồn về đó. 2441, 3212. Tọa độ và khu vực gần đó trong khe núi nhất tuyến ngày càng đông vui. Chưa tới thì chạy tới, tới rồi thì bổ ra tìm boss. Không có đội thì xin vào đội, có đội rồi thì muốn tổ lớn hơn, tổ phun rồi thì muốn lập thành đoàn thể. Trên thế giới đã bắt đầu xuất hiện vài tin nghi ngờ quân mạc tiếu. Vậy mà bên Diệp Tu thì đã dẫn theo đường nhu và bánh bao xâm lấn, nhân lúc đám người tưởng du không để ý trượt xuống sườn núi, lách người chui vào một hố đất gần bên. Ngồi đây đợi nhé, anh đi xả lũ phát. Diệp Tu nói, em đi lấy nước, đường nhu bảo, còn mình, mình nên làm gì bây giờ nhở? Trong lúc bánh bao xâm lấn còn đang nghĩ, hai người kia đã bỏ đi rồi. Nhóm tưởng du ánh boss cũng vất vả vô cùng, tuy đều là cao thủ, nhưng boss giã đồ là boss mạnh nhất trong tất cả các boss, nào có dễ ăn lại lúc nào cũng nơm nớp lo nhớ bị người ta phát hiện thì đúng là dã tràng xe cát. Chương 226, chờ chúng nó đuối, bao giờ thì chúng ta mới hành động, thấy đối phương lù lù trước mắt, Đường Nhu xoa xoa tay suốt ruột. Hãy còn sớm, Diệp Tu lại rất đủng đỉnh, với sức của 6 người, ít nhất cũng nửa tiếng, hai đứa cứ đi xem phim, hướng dẫn giết thời gian đi. Vậy em đi rót thêm nước, Đường Nhu nói rồi, Hàn Yên Nhu đã bất động, cầm cốc trà đi qua chỗ Diệp Tu thì thấy hắn đang bắt chéo hai chân, mồm phì phèo điếu thuốc, trông đến là thành thơi. Cứ như thể chiếc ghế cứng nhắc ở quầy trước là chỗ ngồi thoải mái nhất, hưởng thụ nhất thế gian. Đường Nhu cũng không chào, thêm nước xong quay về chỗ ngồi, đeo tai nghe lên thì thấy Diệp Tu đang kể một thời chiến đấu dữ dội ở khe núi nhất tuyến cho bánh bao xâm lấn nghe, như việc đẩy người ta té núi chết là một việc sung sướng đến nhường nào. Ôi khoái lắm em à, cũng phải từ 10 năm về trước. 10 năm trước, lão đại nổ quá đó, bánh bao xâm lấn chen mồm vào, thật, đúng 10 năm, Diệp Tu nói, khu 10 mới mở được bao lâu, còn chưa được một tháng đâu nhớ, bánh bao xâm lấn cãi, Diệp Tu hộp máu, ai bảo em là khu 10, là chuyện xảy ra ở khu một ấy. Ố thế á, anh kể đi, bánh bao xâm lấn không phá game nữa, đường nhu cũng không xen vào, nghe Diệp Tu kể cuộc đại chiến 10 năm trước ở khe núi nhất tuyến cho nghe. Khi đó vinh quang mới ra chưa lâu, thế giới mới, số lượng người chơi ùn ùn đổ vào cảm nhận trò chơi mới lạ này người người cướp boss, cướp đồ, cướp vật liệu. Diệp Tu và bạn bè của mình cũng bị cuốn vào cuộc tranh cướp hỗn loạn ấy. Trò chơi mà, không có đúng sai, chỉ có chiến. Diệp Tu tỉnh rồi nói, nhưng lúc ấy bọn anh chỉ có hai người, đối phương quất nguyên một công hội. Đuổi tới muốn giết bọn anh, định cướp đầu ngon do boss xuất ra. Mà muốn giết trả ấy, dù có pro giết hết được chúng nhưng mana cũng không thể trụ được đến cuối đâu. Thế là bọn anh vừa đánh vừa chạy, đám đó thì đuổi cùng giết tận, bọn anh cũng vô tình chạy đến đây sau đó thì chợt nghĩ ra kế bắt đầu dùng các kỹ năng đánh bay đẩy chúng xuống dưới khe núi cách này tiết kiệm lắm nhé một chiêu lạc hoa trưởng đẩy bay được ba tên té xuống là ngủm củ tỏi ngay chẳng qua cũng có vài nghề rơi không chết như mấy nghề hệ xạ thủ dùng phi súng phi pháo là không bị ngã chết nhưng cũng chả sao té từ trên này xuống không chết cũng chả nhảy lên được chỉ có nước đi vòng lại diệp tu giải thích thế cuối cùng đẩy hết xuống hả anh Bánh bao sâm lấn hào hứng hỏi, được bao nhiêu, lúc ấy không đếm, toàn bộ công hội bị đẩy ngã gần hết, mấy ẻm còn lại thấy chạy không thoát cũng tự nhảy luôn. Diệp Tu kể, thật không đấy, bánh bao sân lấn không tin, chứ sao, lúc ấy trò này mới mở, công hội có được mấy mống người. Diệp Tu nói, khoảng bao nhiêu, bánh bao sân lấn hỏi tới, chắc hơn 20, Diệp Tu nhớ lại, đậu, bánh bao sân lấn khinh bỉ, kể đến hoành tráng, ra lèo tèo được hơn 20 mống. Hố hố, Diệp Tu cười, cũng không quên việc chính, nhỏm đầu lên nhìn, đám người mưu đồ bá đạo rất cẩn thận, vẫn đang tiếp tục kéo boss vào sâu bên trong. Từ từ theo chúng là được rồi, Diệp Tu nói, và cứ thế, dưới sự chỉ huy của Diệp Tu, ba người quan sát đổi chỗ núp, chưa hề bị bại lộ. Cuộc bám đuôi ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, nhóm người mưu đồ bá đạo kéo boss vào tận sân, không có người chơi nào mò đến cả. Trên thế giới đã có không ít người ới tên quân mạc tiếu, Diệp Tu lại bơ đi toàn tập. Trái lại, các anh em công hội chặn lối vào khe núi nhất tuyến lại cứ đinh ninh rằng nhóm quân Mạc Tiếu sẽ thừa nước đục thả câu trốn khỏi, kết quả là ai cũng đề cao tinh thần cảnh giác, vậy mà chả thấy ma nào đi qua cả. Chắc chắn là âm mưu của quân Mạc Tiếu bị chúng ta nắm thóp nên không dám đến rồi. Cuối cùng mọi người chỉ đành tự an ủi mình, như thể trận này họ thắng. Trong khi nhóm quân Mạc Tiếu bị điểm danh ấy, rốt cuộc cũng đợi được đến thời cơ chín mùi rồi. Ok, sắp sửa rồi đấy, máu, mana đầy hết chưa? trang bị thế nào, còn độ bền không? Diệp Tu hỏi đường nhu và bánh bao xâm lấn. Đã đủ, hai người cùng hô lên. Tốt lắm, Diệp Tu nói, ba người đang trốn đằng sau một ụ đất, số lần quân mạc tiếu nhỏm đầu lên tăng rõ rệt, Diệp Tu đang muốn quan sát kỹ lưỡng tình hình chiến sự bên ngoài. Cuộc chiến đã vào hồi gay cấn, boss người đá lang thang ao pần đã tiến vào trạng thái máu đỏ, đang bùng nổ sức mạnh. Tưởng Du vừa lớn tiếng chỉ huy mọi người vừa ung dung đánh trả boss, chỉ có điều họ không kéo boss vào sâu bên trong nữa, rõ ràng là muốn giải quyết luôn lại đây. Quả nhiên đều là đánh hộ, phần lớn tiếng hô hào chỉ huy của tưởng du đều lọt vào tai Diệp Tu, tên gã hô gọi khác hẳn ai đi trên đầu nhân vật, nghe đã biết đội lốt oánh hộ. Mà nghe cách gã gọi cùng hành động của từng nhân vật, Diệp Tu phân rõ được từng kẻ một, cũng nhận ra thích vô giúp vui là chỉ huy của cả nhóm. Phối hợp nhuần nhuyễn, đủ sức ăn boss đấy. Diệp Tu bình luận, bao giờ chúng ta mới hành động? Đường Nhu liên tiếp đặt câu hỏi. Đừng nóng, chờ hai bên đuối sức, chúng ta ra vợt luôn một mẻ, nhớ là giết người xong mới giết boss. Giao ước mục tiêu tấn công đã, chúng ta đánh số bọn nó, vừa tiện chỉ huy lại không sợ bị bắt bài. Chúng có tổng cộng 6 người, đánh số từ 1 đến 6. Tay Pháp Sư Nguyên Tố Thích Vô giúp vui là số 1, kiếm khách là số 2, thiện xạ là số 3, nhà quyền Pháp là số 4, mục sư là số 5, cuồng kiếm sĩ là số 6, đừng có nhớ lộn, anh sẽ gửi tin đấy. Diệp Tu giao hẹn rõ rồi chờ chỉ thị của anh diệp tu nói rồi tiếp tục quan sát cuộc chiến lại không khỏi nhớ đến hoàng thiếu thiên nếu tên đó mà có mặt ở đây thì đây rõ ràng là chuyên môn của hắn nắm chắc cơ hội một kích tất sát liệt diễm chấn động phía ngoài ụ đất thích vô giúp vui của tưởng du vừa tung một kỹ năng pháp thuật trúng đích cột lửa bốc lên cuốn người đá lang thang ao pần vào trong nhưng người đá lang thang ao pần đang trong trạng thái máu đỏ cột lửa vốn có thể làm mục tiêu lơ lửng lại chẳng tác dụng gì với nó Người đá lang thang ao pần trở tay, kiếm lóe lên vẽ thành một vòng sáng cực bự, phạm vi công kích phải tới 270 độ. Kỹ năng này thực chất chỉ là một chiêu rút đao chảm quá đối bình thường của kiếm khách, chẳng qua vào tay boss, gần như chém thành một vòng tròn. Đám người tưởng du đã sớm đề phòng, ba người đứng ở vị trí góc 90 độ mà kiếm không thể với tới, thích vô giúp vui và người chơi thiện xạ là hai nghề tay dài đứng sẵn ở bên ngoài, đối kháng chính diện chỉ có kiếm khách duy nhất trong đội, dùng kỹ năng đỡ đòn cực chuẩn ngăn được rút đao chảm, nhưng dẫu sao đỡ đòn cũng chỉ hóa giải một phần sát thương, không phải toàn bộ. Kỹ năng của boss hoang dã lại cực mạnh, cho dù dùng đỡ đòn cũng ăn đau. Chẳng qua, phòng sáng phục hồi của mục sư đã sớm hạ xuống, kiếm khách hăng hái trở lại, trả miếng bằng một chiêu rút đao chảm, bổ lên người đá lang thang ao pần một lần máu. Người đá lang thang ao pần rú lên giận dữ, bổ kiếm thẳng lên mặt đất, là kỹ năng điện liệt chảm của cuồng kiếm sĩ. Dầm một tiếng, điện liệt chảm vừa hạ xuống, phạm vi lớn quanh người đá lang thang ao pần có đến hơn 10 tảng đá bắn lên như suối phun. Địa liệt trảm của cuồng kiếm sĩ tuyệt đối không hoành tráng đến vậy, hiển nhiên là kỹ năng trong tay boss được tăng mạnh lên, cộng thêm trạng thái máu đỏ cũng tiến hóa đôi chút. Nhìn kỹ năng này nhé, Diệp tu vội vàng gọi đường nhu và bánh bao xâm lấn. Người đá lang thang ao pần ra chiêu rất nhanh, rất khó phá. Đá bắn lên cũng tùy nơi, tốc độ cực nhanh, rất khó đề phòng. Thế nhưng, ngay khi đá bắn lên, nếu nhân vật hiện đang đứng đối diện, sẽ có một khoảng để trốn. Khoảng này rất ngắn, nhưng nếu chú ý thì chúng ta vẫn thấy được nó trước khi góc nhìn thẳng bị hất lên trên. Phản ứng nhanh là có thể tránh được công kích này. Các em xem, nhà quyền pháp kia trốn được kia. Lúc Diệp Tu giảng giải, cao thủ đứng đầu của mưu đồ bá đạo cũng bị kỹ năng này hành đến khổ. Cách né tránh Diệp Tu nói này, họ cũng biết, chẳng qua, loại thao tác này muốn thành công cũng có tỷ lệ nhất định, dù là Diệp Tu cũng không dám đảm bảo 100% thành công cả thầy sáu người có bốn người trong phạm vi công kích ba người bị đá bắn trúng chỉ duy có nhà quyền pháp dựa theo cách này nhảy thoát được đá bắn hai người kia là một kiếm khách một cuồng kiếm sĩ cuồng kiếm sĩ chính là người phát hiện ra boss vốn không phải cao thủ gì bị bắn là khó tránh khỏi còn người chơi kiếm khách thực hiện động tác lăn người nhưng hơi chậm lăn người bị đá bắn thành banh người đối với cục diện này hiển nhiên những cao thủ của mưu đồ bá đạo không hoảng hốt tâm lý đã chuẩn bị sẵn từ lâu hai nghề tay dài đứng ngoài vẫn tiếp tục tấn công mục sư hồi máu cho kiếm khách nhà quyền pháp tránh thoát được đá bắn lập tức trả lại một đòn nối tiếp là quật ngã của nhu đạo thành công quật ngã người đá lang thang ao pần sóng xoài ra đất tranh thủ thời gian cho mọi người ổn định diễn biến vừa qua cho thấy tay cuồng kiếm sĩ phát hiện boss kia vì không cùng trình độ với năm người mà phối hợp khá rời rạc cố lên sắp xong rồi tưởng du lớn tiếng hô kiếm khách kia nhảy lên cao ngay khi người đá lang thang ao pần đứng lên gây nên sóng địa chấn sóng địa chấn vừa hết, gã cũng tung kỹ năng ngân quang lạc nhẫn qua, thời cơ chuẩn không cần trình. Người đá lang thang ao pần chúng chiêu, nhưng loại kỹ năng loại bắt lấy cưỡng chế ngã xuống này không si nhê với nó, người đá lang thang ao pần trở tay chém một kiếm, kiếm khách lại dùng đỡ đòn cản được, đánh trả bằng rút đao chảm. Hiển nhiên, lối đánh của tay này rất khuôn sáo, nhưng khuôn sáo chỉ hữu hiệu nhất với PVE thôi. Tưởng du thì đang vô cùng phấn khích, rốt cuộc cũng sắp hạ được boss rồi. Boss hoang dã mà, cấp nào cũng có giá trị, cho nên dù là đại cao thủ của thần chi lĩnh vực như gã thì cũng vì đó mà hưng phấn. Tiếp tục nào tưởng du hô hào, những người khác cũng thấy chiến thắng đang trong tầm với, sốc tinh thần hẳn lên. Tấn công liên tiếp, kiếm khách tiến lên cướp cừu hận, công kích qua đi, người đá lang thang ao pần trả miếng, kiếm khách lại đỡ đòn chuẩn xác. Đúng lúc này, chỉ thấy ba bóng người đột nhiên bay ra từ một ụ đất gần đó. Hàn Yên nhu số 2, bánh bao số 5, Diệp Tu kêu to. Chương 227, DPS mạnh nhất. Quân Mạc Tiếu, trong 6 người mưu đồ bá đạo có 4 người nhìn về hướng ba bóng dáng lao ra, tiếp theo nhìn thấy ai đi, rồi cùng Đồng Thanh hét lên một tiếng. Một tiếng này chứa đựng bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ, bất an, lo lắng. Lúc này Quân Mạc Tiếu cư nhiên xuất hiện, Tưởng Du thoáng hiểu ra, nhưng chi tiết vẫn chưa kịp nghĩ kỹ. Số 2, số 5, là CLGT. Tưởng Du nhìn chăm chú về phía Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn kết quả người xông lên đầu tiên là quân mạc tiếu. Ô thiên cơ hất lên, mũi ô lật ngược lộ ra họng súng đen ngòm. Đoàn 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 ba tiếng pháo vang, là một chiêu pháo chống tăng. Còn chuyện phi logic kiểu hỏng súng bé xíu vì sao lại bắn được viên pháo to ảnh như vậy vốn không cần xoắn suýt, chỉ cần học được kỹ năng, tất cả đều có thể. Ba người nghe được tiếng pháo bắt đầu cảnh giác cao độ, ai ngờ ba phát kia không nhầm vào ai, mạo anh tạc về hướng người đá lang thang ao pần. Hành động này là việc tất nhiên, Tiểu đội ba người phải cướp cừu hận của người đá lang thang ao pần đã, nếu không mãi mãi là người đến sau, giết cả sáu người mưu đổ bá đạo cũng không cướp được quyền giết boss. Đây là luật trong vinh quang, không phải hợp lý nhất, nhưng đa số game thủ đều chấp nhận. Bánh bao xâm lấn theo sát phía sau, gạch bay như thiên sứ dáng trần đáp thẳng vào gáy mục sư. Không gây ra hiệu quả choáng váng, nhưng mục sư đang bắt bị phá ngang. Diệp Tu chỉ huy theo kiểu dự đoán, đoán rằng mục sư nhất định hồi cho MP kiếm khách nên lúc đầu đã nhắc bánh bao xâm lấn nên lên sân khấu bằng chiêu gì. Lúc bánh bao trọi gạch, mục sư vẫn chưa thao tác. Khi gạch của bánh bao xâm lấn bay tới, gã đang bắt đầu thả bắp. Không phải không phát hiện, nhưng dây truyền động tác kiếm khách đỡ đòn mục sư bắp máu gã đã làm dập khuôn hơn một tiếng rồi. Dù bỗng dưng thêm ba vị khách không mời, mục sư vẫn thả bắp cho kiếm khách theo quán tính. Tương quan thời gian làm người ta dở khóc dở cười, nhìn vào có vẻ như bánh bao ném gạch, sau đó mục sư vội trị liệu để gạch đến cắt ngang mình. Pháp sư chiến đấu của đường nhu không có kỹ năng công kích cự ly xa, hơn nữa ngồi xổm đợi mòn mỏi, cả người chả có lấy một cái viễn văn. Đường nhu cũng không phải người bảo thủ, dù Diệp Tu bảo mục tiêu tấn công chủ yếu là kiếm khách số 2, nhưng cách nhau một đoạn, ở giữa lại là người đá lang thang ao pần, đường nhu cho hẳn yên nhu tặng người đá lang thang ao pần một chiêu lạc hoa trưởng. Vốn nghĩ dùng skill này cho box bay đụng ngã người là tốt nhất, nhưng người đá lang thang ao pần dù máu đỏ nhưng vẫn trâu vl, hiệu quả đánh bay của lạc hoa trưởng cũng bị kháng, người đá lang thang ao pần ăn trưởng chỉ loạn choạng một chút. Mục đích đánh bay của đường nhu không đạt được, nhưng hốt được huyễn văn thuộc tính hỏa. Đường nhu không do dự phóng huyễn văn, huyễn văn thuộc tính hỏa nổ tung trên người người đá lang thang ao pần, trên tay hàn yên nhu xuất hiện quầng sáng màu đỏ, sức lực cộng 20 điểm là do được huyễn văn thuộc tính hỏa cường hóa. Đường nhu không quên mục tiêu chính của mình vọt qua người đá lang thang ao pần cũng không ngoái lại nhìn boss mà xông luôn tới chỗ kiếm khách. Kiếm khách không phải là người mới, thấy Hàn Yên Nhu xông về phía mình cũng không hoang mang, tra kiếm vào rồi rút đao chạm. Kiếm quang lóe sáng, rút đao chạm chém ra. Kiếm khách hành động rất bình tĩnh, một kích này chém cả hai mục tiêu, vừa chặn đường Hàn Yên Nhu, cũng không quên công kích boss. Chợt một tiếng xoạch vang lên, trước mặt kiếm khách xuất hiện một lá chắn siêu bự siêu đê tiện, chặn lại kiếm quang của gã người cầm lá chắn bị chém lui nhưng khi lá chắn thu lại hàn quang lại lóe sáng dù lùi nhưng vẫn tiếp gã bằng một chiêu rút đao chảm chảm này hệt như chiêu thức kiếm khách đã dùng chém một lần hai người một người tất nhiên là kiếm khách xong một phần kiếm quang lướt đến vị trí không xa hướng tới nhà quyền pháp đang lao đến yểm hộ xét vị trí của kiếm khách và nhà quyền pháp rút đao chảm vốn không tấn công được cả hai nhưng diệp tu lợi dụng hiệu quả bị chém lui kiếm khí của rút đao chảm thực hiện trong lúc đang lùi không giống rút đao trảm bình thường cuối cùng thành công đánh trúng nhà quyền pháp tinh tế như vậy dù đại cao thủ của mưu đồ bá đạo cũng không dụng nổi nhà quyền pháp tưởng mình ngon lành kết quả vẫn bị kiếm khí rút đao trảm tổn thương thân người bị đẩy lui ra còn kiếm khách quân mạc tiếu thoát ẩn thoát hiện đột nhiên xuất kiếm vốn tránh không kịp đành dựng kiếm thực hiện đỡ đòn keng một tiếng kiếm va chạm rút đao trảm kiếm khách đang mừng thầm bỗng một đường cong đỏ xoẹt qua mặt cho gã bay tự do Hàn Yên Nhu của Đường Nhu đuổi sát đến, tiếp một chiêu thiên kích. Đỡ đòn của kiếm khách cũng là skill, tất nhiên có CD. Dù kiếm khách đã không còn đứng tướng đỡ đòn, nhưng CD vẫn chưa xong, lãnh chọn chiêu thiên kích. Quân mạc tiếu của Diệp Tu bám sát nhảy về sau, ô thiên cơ chuyển sang dạng súng, dùng kỹ năng súng nòng xoay thả đạn như mưa, phe mưu đổ bá đạo không sợ tổn thương, nhưng mỗi lần chúng đạn sẽ dẫn tới một ít hiệu quả đóng băng làm họ tạm thời không bứt ra được. Trong mưa bom bão đạn, bánh bao xâm lấn bay nhanh về phía mục tiêu số 5 của mình. Mục sư vốn không có kỹ năng chiến đấu gì, ngay ra bị bánh bao xâm lấn bắt nạt. Thấy thằng kia lại muốn sang trà đạp em giáp phải chỉ biết support tội nghiệp của mình, giận tới nghiến răng, quay đầu té chạy. Bánh bao xâm lấn cắn không bỏ, không xem tình hình như nào, chỉ chăm chăm vào mỗi mục sư. Đây là do Diệp Tu phân công, đánh được hay không cũng chả sao, nhưng nhất định phải bám dính mục sư, không cho lọt cơ hội bắp máu nào đường nhu đuổi theo giày xéo kiếm khách đang lơ lửng, kiếm khách bó cánh rồi, HP tuột xuống như gió lướt, vốn chờ mục sư đến bắp, kết quả tầm nhìn vừa lướt qua, thấy mục sư bị bánh bao xâm lấn đuổi đánh vòng vòng như cờ hó. Kiếm khách không dám lơ là, lập tức mở túi cắn thuốc, HP kéo lên đoạn dài. Đây là thuốc giúp phục hồi sinh mệnh tức thời cực kỳ quý giá. Thuốc này là chữ tím, là cực phẩm trong các loại thuốc. Ngưu đồ bá đạo có nhiều, dù đang ở giai đoạn đầu, người chế thuốc không chế được thuốc cao cấp như vậy, nhưng nhờ điên cuồng cầy bản đánh quái, công hội vẫn được một ít. Bọn tưởng du đi đánh boss hoang dã, để ngừa vạn nhất nên lấy thuốc cao cấp theo. Kiếm khách coi tình hình nguy cấp, bất chấp tất cả nuốt thuốc. Thuốc thường hiệu quả 10 giây, CD 1 phút, thuốc tức thời hiệu quả trong nháy mắt, CD những 2 phút rưỡi. Hơn nữa thuốc cùng loại cũng bị CD cùng nhau, dùng thuốc hồi máu tức thời xong, trong 2 phút rưỡi tới cả thuốc thường cũng không dùng được. Nhờ thuốc hồi máu tức thời, kiếm khách vẫn sống, rơi xuống lập tức chịu thân, sau đó chờ mình đứng dậy, trong tay tiếp một chiêu xiên lên. Khỏi trốn, âm thanh của Diệp Tu vang lên lúc kiếm khách thao tác xiên lên. Đường Nhu vốn định nhảy nhanh về sau, nghe Diệp Tu kêu chợt khựng lại. Thao tác của tất cả đều rất nhanh, bây giờ muốn tránh cũng không tránh được, xiên lên của kiếm khách vừa tới, Hàn Yên Nhu liền bị xiên lên không chung. Nói em hả, đường Nhu trên cao ngẩn người ra, bị lơ lửng, đây là trạng thái bất lợi. Kiếm khách mở cờ trong bụng, lướt tới muốn báo thủ bị hàn yên nhu chơi nguyên bộ liên kích khi nãy đột nhiên bị kiếm khí mãnh liệt táp vào mặt kiếm khí này trông thiệt quen a à. hét lên đờ một tiếng dù tránh hay đỡ đòn cũng không kịp bị kiếm khí chém đôi nhân vật lại bay tự do phần hàn yên nhu vì vẫn lơ lửng nên thoát một nạn một bóng người lướt như gió qua hàn yên nhu lúc này còn chưa rơi xuống hai thanh kiếm giải cực nhanh xuyên đến đâm chuẩn kiếm khách đang bay ngược chân không dừng bước thế kiếm cứ vậy đâm mạnh tới đóng đinh kiếm khách lên vách đá kỹ năng của cuồng kiếm sĩ đâm sầm quân mạc tiếu của diệp tu có kỹ năng này nhưng lúc này người ra chiêu không phải hắn người đá lang thang ao pần đâm sầm kiếm khí phạm vi rộng lớn sức mạnh kinh người tất cả đều từ tay của người đá lang thang ao pần ăn hai kỹ năng của boss hoang dã hp vừa kéo lên của kiếm khách lập tức về mức báo động cận kề cái chết quân mạc tiếu của diệp tu độc ác chơi cháy nhà hôi của ba phát pháo chống tăng đánh vào kiếm khách còn đang dính trên vách núi vừa cười nói với đường nhu, nói em đó. Đừng cố sức quá, DPS mạnh nhất ở đây nè. Ba phát pháo chống tăng giấy lên khói lửa cuồn cuộn, HP kiếm khách rốt cuộc gánh không nổi nữa, kiếm khách hóa thành cái xác khô ẻo uột trượt xuống vách đá, ngã xuống. Hàn yên nhu của đường nhu rơi xuống đất, chịu thân đứng dậy, ngơ ngác nhìn kiếm khách nằm đo đất. Mục sư vẫn bị bánh bao xâm lấn rượt chạy khắp nơi. Bốn người tưởng du bị súng đạn của quân mạc tiếu kiểm hãm, vừa thoát ra được, một người đi cứu mục sư, ba người chuyển sang đây, không ngờ trong mấy giây ngắn ngủi, kiếm khách đã ngỏm. Hồn lìa khỏi xác bay lơ lửng giữa không trung, kiếm khách nhìn xuống lệ rơi đầy mặt. Mượn tay Boss giết người, quân mạc tiếu tụi bay có thể đê tiện hơn nữa sao? Đáp án có vẻ là có thể. Người đá lang thang ao pần vừa đóng đinh kiếm khách trên tường quay người trở lại, lao tới mục tiêu tiếp theo, vẫn là người của mưu đồ bá đạo. chương 228, tổ đội với boss, nhìn thấy người đá lang thang ao pần vung trường kiếm xoay người đánh úp, ba người tưởng Du đang xông tới cũng ngẩn ra. Lúc này mới kịp ý thức được chỗ ngoan độc trong chiến thuật của quân Mạc Tiếu. tụi này không phải tới cướp boss, mà là tới giúp boss. Ba người quân Mạc Tiếu vừa tham gia chiến đấu, lợi thế lớn nhất chính là mức độ cừu hận của boss. Boss nhắm đánh ai cũng không nhắm vào họ, cho nên chỉ cần đừng đưa đầu vào kiếm của người đá lang thang open, trừ khi boss xài skill AOE, bọn họ nhất định an toàn. Còn bọn tưởng Du mỗi người đều là mục tiêu săn giết của người đá lang thang Alpen, bọn quân mạc tiếu còn ở bên cạnh yểm hộ boss, đợi đánh chết cả đám xong, ba người sẽ ung dung quay sang diệt luôn boss lúc này đã cạn máu. Dù người đá lang thang Alpen máu đỏ cực kỳ đáng sợ, dư sức thông chết ba người chơi phun máu bình thường. Nhưng đây là trường hợp bình thường, còn thực lực bọn quân mạc tiếu đã vượt xa bình thường lâu rồi. Tưởng dù không hề nghi ngờ họ có năng lực ám gọn một người đá lang thang Alpen cạn máu. Cướp giết, đánh nhau, hay lùi. Trong một lúc nhiều ý nghĩ lướt qua đầu tưởng du, nhưng gã không đủ thời gian ngấm kỹ. Sau khi kiếm khách tạch, thích vô giúp vui của gã bị đẩy lên, thành mục tiêu hút cửu hận cao nhất. Kiếm khí làm người sợ hãi lướt qua mặt, cát vàng tung bay cuồn cuộn cuốn tới, như muốn xé đôi thích vô giúp vui. Tưởng du không dám lơ là, gã thân là một pháp sư áo vải, không có mấy chiêu đỡ đòn này nọ, sơ sẩy chút xíu là một phát đi luôn. Tưởng du vội thao tác quay người, thích vô giúp vui lăn mấy vòng tránh được kiếm khí cát vàng song kiếm của người đá lang thang ao pần hất lên một cái. Chiêu này trong tay người chơi là động kiếm phá đất của ma kiếm sĩ, nhưng khi boss thi triển thì càng thêm mãnh liệt, như muốn lật ngược đất đá lên, cát vàng mù mịt quấn quyết nhau thành cuộn sóng cát đánh về phía thích vô giúp vui. Khí thế kinh người cộng thêm phạm vi tấn công trải rộng này đủ làm bất kỳ game thủ chơi ma kiếm sĩ nào ghen tị. Tưởng du đánh với người đá lang thang ao pần hơn một tiếng đồng hồ, dù vẫn công kích từ xa, với mấy skill của boss cũng rảnh rẽ cả tưởng du vốn có chuẩn bị lập tức vọt mình sang bên chỉ chút nữa là thoát đột nhiên màn hình tối sầm lại một bóng người bị ném tới trước mặt gã gã rủa một tiếng địch hai người đâm sầm vào nhau cùng lăn quay lên mặt đất cát vàng bị động kiếm phá đất hất lên đúng lúc ảo tới thích vô giúp vui không biết người anh em kia sống chết ra sao chỉ biết hp mình tuột thẳng xuống gần đáy gã tái mặt chưa kịp cắn thuốc thì quân mạc tiếu đã sung phong không chờ gã đứng dậy đã đạp một cước tiếp giơ súng lên đoàng 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 mấy tiếng trực tiếp tiến thích vô giúp vui về thành không thích, mị kiếp, tưởng du lật bàn, lần này là lật bàn thật luôn. Với tư cách người quản lý công hội của câu lạc bộ, game thủ chuyên nghiệp được đào tạo chính quy, tưởng du cũng có nơi làm việc đàng hoàng, bên cạnh cũng có game thủ làm cho công hội chăm chỉ cày game. Đột nhiên thấy lão đại đứng dậy lật bàn, đạp phát ngã cả băng ghế, trong đêm khuya thanh vắng, hồn nguyên đám bị gọi giật từ game về. Tất cả hoảng sợ nhìn qua hội trưởng đại nhân, tưởng du độc ác chừng mắt nhìn màn hình, lúc nãy vừa muốn cắn thuốc, nhưng tay không nhanh bằng quân mạc tiếu bị người ta giết trước kết quả thao tác dùng thuốc thành ấn phím để hồi sinh mở mắt ra đã thấy mình ở thành không thích bi phẫn hai giây tưởng du vội nhào đến sau lưng một người trong phòng lúc gã lật bàn trong phòng cũng chỉ có một người này vẫn cắm mặt vào game đây là đồng đội của tưởng du là nhà quyền pháp cùng đội trong khe núi nhất tuyến mấy đội viên khác không ở cùng thành phố vì đặc thù của nghề online nên không cần tụ một chỗ vẫn làm việc được Game thủ nhà quyền Pháp lúc này đã mướt mồ hôi, trong lòng càng hoảng. Tình hình của gã khá là vất vả, bị quân mặc tiếu, Hàn Yên Nhu và người đá lang thang ao pần liên thủ công kích. Lúc này gã không phải đang chiến đấu, cũng không tránh né, mà là thuần chạy trốn. Tưởng Du nhìn danh sách đội ngũ ở góc màn hình, biết lợi thế của họ đã tiêu tan. Vốn đội ban đầu là 6 người, bây giờ chỉ còn 3. Lúc nãy người bị ném tới cùng ôm thích vô giúp vui lăn vào động kiếm phá đất là ai, tưởng Du vốn không biết. Nhưng bây giờ nhìn danh sách đội, có lẽ là cuồng kiếm sĩ đã phát hiện boss, tên gã ta trong list cũng mất tâm, hiển nhiên đã tạch. Tránh trái, né phải, nhảy lên, vọt về trước, xoay người. Hai tay người chơi nhà quyền pháp thao tác bàn phím và chuột cực nhanh, âm thanh lạch cạch nối liền nhau chứng tỏ tần suất thao tác cao của gã, cũng đồng thời thể hiện độ phức tạp của chiến đấu. Nhưng cố gắng thế nào, thanh HP trên màn hình của gã cũng dần dần trượt xuống. Dù đã nỗ lực tránh công kích, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát thân bỗng nhiên trước mặt lóe lên, quân mạc tiếu đột nhiên xuất hiện, dùng thuật phân thân đẩy chân thân đến trước chặn đường, trưởng ra một chiêu lạc hoa trưởng. Lạc hoa trưởng cũng là một skill gây sóng xung kích trong phạm vi nhỏ, quân mạc tiếu ra tay rất nhanh, tránh trái hay phải cũng không thoát được. Nhà quyền pháp chỉ còn cách nhảy lùi về sau, chợt nghe đao rút xoạt một cái, kiếm khí điên cuồng của người đá lang thang chuẩn xác đập vào người nhà quyền pháp. Thanh HP vụt một phát cạn sạch, nhà quyền pháp cơ hồ giữ tay trên phím dùng thuốc, tay nhấn phím tắt, lập tức không do dự mà thao tác cực lệ. Thanh HP thấy đáy nhờ vậy được kéo lại chút ít. Thuốc thì mỗi người đều chuẩn bị, kiếm khách đã xài, tưởng du xài không kịp, nhà quyền pháp canh sẵn lúc, nhanh tay dùng được. Nhưng gã ăn một chiêu rút đao chảm của người đá lang thang ao pần bay lên không, chưa kịp tiếp đất quân mạc tiếu đã lướt ngay tới, một chiêu thiên kích cho gã bay càng cao, tiếp theo tưởng du và nhà quyền pháp chỉ thấy thanh HP xoẹt 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 trượt xuống, trên màn hình không nhìn thấy quân mạc tiếu, thậm chí dính skill nào của người ta cũng không biết. Đù, trong âm thanh mắng chửi, nhà quyền pháp tạch, lật, lại lật, nhà quyền pháp không để tưởng du cô đơn lật bàn một mình, khi thi thể gã rớt xuống đất, gã cũng nhảy dựng lên lật bàn, trong miệng còn mắng, đù, phối hợp với boss, đùa nhau à Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn hai người, họ biết hai người từ thần chi lĩnh vực sang khu 10 làm gì, nhưng... Xem ra đối thủ ở khu 10 này rất khó chơi, cao thủ đứng top trong công hội cũng phải điên đầu. Tất cả cúi gầm, không ai dám nhìn, cũng không dám hỏi han. Họ là người của mưu đồ bá đạo, chiếu từ trên xuống, thừa kế cả bản sắc của câu lạc bộ. Phong cách dũng mãnh có chuyện liền chửi thẳng của đội trưởng bá đồ Hàn Văn Thanh rất được ban lãnh đạo công hội ưa thích. Chỉ là bọn họ học một hai, Hàn Văn Thanh thì có người làm sai mới bị mắng, cũng mắng đúng người đúng việc. Nhưng lúc bắt trước, có vẻ vì do mê phong thái ngang tàng của người ta, nên khi có chuyện không hài lòng, không vui, cần giải tỏa đều tìm lý do mắng chửi. Mọi người đều có kinh nghiệm, không ai ngu ngốc lao ra làm bia chút giận. Kết quả tưởng du và nhà quyền pháp tôi nhìn anh anh nhìn tôi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai người bị hại cũng không thể tự mắng nhau tìm an ủi đâu nhỉ. Cuối cùng quét mắt sang màn hình, nhà quyền pháp vẫn chưa hồi sinh, góc nhìn của linh hồn nhìn thấy quân mạc tiếu, hàn yên nhu và người đá lang thang ao pần đồng lòng như kết đội cùng đuổi theo hai người còn lại, thiện xạ và mục sư. Mặt dày vãi, trên đời làm sao lại có thể loại người mặt dày như vậy chứ? Tưởng du không tìm được ai để xả giận, chỉ có thể trò tay chửi nhân vật ảo trong màn hình. Đúng vậy, dày vãi đạn, nhà quyền Pháp phụ họa, gã cũng nghẹn tới chết rồi. Hai người tui một câu anh một câu tung hứng cho nhau, đem quân Mạc Tiếu chửi sạch từ trong ra ngoài, cũng không cách nào thay đổi định mệnh cuộc chiến trong khe núi nhất tuyến. Hiện tại 4VS2, trong đội địch có một đồng chí người đá lang thang ao pần làm DPS cực mạnh, một đồng chí quân Mạc Tiếu vô sỉ mắc level. Thiện xạ và mục sư cách nào cũng cân không nổi, nhưng chiến cuộc nhanh chóng rời khỏi góc nhìn của linh hồn nhà quyền Pháp hai người tưởng du không còn thấy gì nữa. Nhưng, lúc này còn chờ được kỳ thích nào nữa sao? Dù PM toàn công hội kéo đến cũng không kịp, đang nghĩ vậy, tưởng du bỗng giật mình quay về PC. Trên màn hình, hộp thư thoại của nhân vật đang nhấp nháy, ấn vào thì trông thấy tin tức thăm hỏi của dạ độ hàn đàm vốn đã biết chút tình hình từ chỗ kiếm khách, lúc này xin chỉ thị bước kế từ chỗ tưởng du. Boss sợ là sẽ bị quân mạc tiếu cướp, nhưng hành tung của hắn xem như bại lộ, nhanh nhanh gọi người bao vây. Bọn hắn chỉ có ba người, máu boss cũng không nhiều, nhưng cũng cần tốn ít thời gian. Tưởng Du đáp lại, biết, dạ độ hàn đàm trả lời đơn giản, không nhiều lời, lập tức giao tin họ điều tra được vị trí quân mạc tiếu cho mấy đội người của các công hội, gọi người đi theo dõi, đồng thời tập hợp nhân lực. Má, tưởng Du lại nhận được tin mới, người gửi là tay thiện xả cùng đội, rốt cuộc cũng không làm được kỳ tích gì. Mẹ nó thằng này quá độc, mục sư cũng nối đuôi theo thiện xả, không biết xấu hổ, vô sỉ vê lù nhất định là theo dõi tụi mình từ đầu rồi, có lẽ còn cố tình đi giao tọa độ kia nữa. Hai người tui một câu ông một câu, có vẻ định hợp ca nguyên bài chửi rủa quân Mạc Tiếu với Tưởng Du. Có để ý boss còn nhiều máu không? Tưởng Du hỏi cả hai, không để ý, chỉ lo nhìn ống máu của mình còn bao nhiêu. Hai người đau khổ đáp lời, mươi 229, trong nháy mắt, đội Tưởng Du bị diệt sạch lần hai, cũng không biết tình huống trước đó thế nào, theo không kịp, chỉ đành nhấp nhổm chờ tin dạ độ hàn đàm. Dạ độ hàn đàm lập tức tung tin, nghiêm túc nói ra chân tướng, quân mạc tiếu đang ở cùng boss. Đám người chơi nghe xong không cách nào giữ trật tự, hội trưởng Trần Giả Huy của Gia Vương Triều chìm nghỉm trong hơn 50 tiếng khinh bỉ ngay tại chỗ. Trần Giả Huy nghe xong cũng rất khó chịu, hắn cũng phái người qua đấy tìm, xác định là không có boss rồi, nên cứ nghĩ quân mạc tiếu lại châu. Sau khi dạ độ hàn đàm báo tọa độ không cần làm gì nữa hơn trăm người ngồi xổm ở lối vào khe núi cả tiếng đồng hồ đã sôi sục muốn xông đến giết người. Riêng Trần Giả Huy nghe vị trí tọa độ xong, nhìn lại bản đồ. Con em mày á, thằng Diệp Thu này đúng là không biết xấu hổ. Tọa độ này với tọa độ lúc trước nó báo rõ ràng chạy cả mấy trăm đơn vị nhá. Này là vì đâu, đánh lạc hướng tập thể để chuồn êm giết boss. Trần Giả Huy vừa chỉ huy người của Gia Vương Triều vừa suy nghĩ. Trong lòng cũng hối hận lúc đó điều tra không triệt để, nếu cho người quét hết cả mép luôn nhất định đã thấy được boss rồi. Mà thành viên của các công hội lúc đó tự dưng giữ khoảng cách với nhau. Boss quân mặc tiếu không cần cướp, đập chết mẹ nó thì vinh dự của chung, nhưng boss hoang dã người đá lang thang ao pần thì không giống vậy. Vinh dự, trang bị, vật liệu, mấy thứ này thằng ngu nào muốn chia, nhớ lại gió tanh mưa máu trong mỗi trận cướp boss, ai ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt phòng ngừa. Dạ độ hàn đảm báo tin sao ra bình tĩnh hơn tất cả. Gã biết chuyện khuất tất bên trong, lúc này dự boss người đá lang thang ao pần chắc mầm đã hụt. Quân mạc tiếu tinh tướng như vậy, sao có thể không nghĩ tới chuyện mình cướp boss sẽ bị bại lộ vị trí. Có lẽ chuyện trốn chạy sau khi giết boss cũng tính cả rồi. Dạ độ hàn đàm vừa nghĩ, vừa tìm dẫn đội của công hội khác bàn bạc, vừa gọi người giải rác canh cửa phó bản trong khe núi nhất tuyến tức tốc bao vây vùng tọa độ kia, không mong ngăn được quân mạc tiếu, nhưng ít nhất cũng phải nắm được tọa độ của hắn. Nói đến đây, mọi người liền nghi vấn không phải người mấy ông đã canh sẵn chỗ đó sao dạ độ hàn đàm toát mồ hôi quên mất chuyện này nhưng vẫn ung dung đáp vừa bị phát hiện tạch rồi nên tôi mới nói mấy ông cố kiểm đừng cho quân mạc tiếu thoát quân mạc tiếu bây giờ tất nhiên biết tụi mình nắm tọa độ của hắn rồi trừ khi hắn thả boss nếu mà ôm theo boss thì không nhanh được đâu một người nói nhưng vẫn nên cẩn thận nhìn bản đồ một người cũng nói vì vậy bảy vị dẫn đầu túm tụm chạy đi nghiên cứu bản đồ nghiên cứu phân bố nhân lực nghiên cứu chia binh chia đường toàn chuyện tủn mủn làm người phiền muốn chết lại không thể không làm ba người diệp tu đập chết sáu đứa mưu đồ bá đạo xong cuối cùng cũng vào được danh sách cừu hận của người đá lang thang ao pần người đá lang thang ao pần rít một tiếng vừa bắt đầu đã là đại chiêu địa liệt chảm đá vụn lại phun như suối diệp tu tránh nhanh nhất người đá lang thang ao pần vừa xuất chiêu trực tiếp thuật phân thân thân giả vẫn ở người thật đã thoát khỏi phạm vi công kích đường nhu và bánh bao xâm lấn không bắt trước được nghe nhắc nhở coi chừng của diệp tu hai người đều chăm chú góc nhìn thẳng trong màn hình đến rồi đường nhu phát hiện góc nhìn chợt khẽ nâng lên nhưng phản ứng vẫn không theo kịp khi nghiêng người bị đá vụn đập chúng làm hp trượt một đoạn đường nhu cơ hồ cảm thấy đau thay hẳn yên nhu của cô thương tâm vô cùng bánh bao xâm lấn tập trung toàn bộ tinh thần sao lại dựa vào ăn ở tốt khó tin chỗ cậu đứng một chút vụn đá cũng không xuất hiện ha ha biết không may mắn đôi khi cũng là một thực lực quan trọng. Bánh bao sâm lấn đắc ý nói với đường nhu, không thể không nói, câu này của bánh bao rất có đạo lý. Quân mạc tiếu của Diệp Tu quay lại, vốn hắn chính là mục tiêu cửu hận số một của người đá lang thang ao pần. Người đá lang thang ao pần cũng chỉ có mấy kỹ năng, thấy hắn đến, lập tức tra kiếm tới một chiêu rút đao chảm. Lúc còn ẩn núp Diệp Tu đã giảng kỹ cho hai người đặc điểm của kỹ năng mà người đá lang thang ao pần dùng. Xem chiêu này, Đường Nhu, bánh bao xâm lấn đều giác ngộ, tự động chạy về cánh trái nghiêng 90 độ so với người đá lang thang open, chính là góc chết của rút đao chảm. Hai người chọn góc chết mà né, nhưng Diệp Tu lại liều mạng xông thẳng. Kiếm khí khảm sâu mấy vết trên đất, quân mạc tiếu của Diệp Tu đột nhiên nhảy lên, phảng phất như đạp lên kiếm khí của người đá lang thang open mà đứng, khả năng nắm giữ thời cơ đã đạt tới cảnh giới. Ê, mấy đứa coi diễn siết hả, góc nhìn của quân mạc tiếu hạ xuống, Diệp Tu trông thấy Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn đều hướng về phía mình, vào được góc chết rồi còn không thèm công kích. Hai người nghe nhắc mới phản ứng, vội vàng xông lên. Hàn Yên Nhu một chiêu thiên kích hất tới, bánh bao xâm lấn trọi qua một cục gạch. Nhưng người đá lang thang ao pần dù máu đỏ vẫn vững như nham thạch, thiên kích cũng không tạo được hiệu quả lơ lửng, gạch đập ngay gáy, tỷ lệ gây choáng cũng không thấy đâu. Quân Mạc Tiếu trước mặt vừa tránh được kiếm khí của rút đao chảm, giơ chân dùng kỹ năng ưng đạp của nhà quyền Pháp, từ trên không lao xuống, nhằm ngay gáy của người đá lang thang ao pần bịch 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 ba phát. Quân mạc tiếu của Diệp Tu phải cướp giết, cừu hận của ba người với boss lúc này là tương đương nhau, quân mạc tiếu lơ là một tí sẽ bị hai người kia cướp mất cừu hận. Nhất là hàn yên nhu của đường nhu, công kích còn mãnh liệt hơn lưu manh của bánh bao. Người đá lang thang ao pần tất nhiên không chờ mắt cho ba người vây giết, giơ tay tiếp một kiếm, là kỹ năng trên không chém ngược của cuồng kiếm sĩ. Nhưng phạm vi kiếm này rất lớn, từ phía trước xoay đến phía sau. Đừng nói quân mạc tiếu trước mặt, hai người Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn đang hôi của sau lưng cũng có khả năng bị công kích. Trường kiếm sắp chém tới quân mạc tiếu, quân mạc tiếu đột nhiên rút kiếm, một chiêu ngân quang lạc nhẫn cấp tốc lao xuống. Kiếm này đi thẳng, lướt qua người người đá lang thang ao pần, boss vẫn không sứt mẻ miếng nào, nhưng chém ngược cũng bị quân mạc tiếu chặn lại. Hàn Yên Nhu và bánh bao xâm lấn sau lưng nhờ vậy tránh thoát. Ô thiên cơ trong tay quân mạc tiếu bẻ thành tân pha, tiếp một chiêu quang ném của nhu đạo hệ vật lộn trước kỹ năng hệ vật lộn có tính cưỡng chế người đá lang thang ao pần cứng như nham thạch cũng không cương nổi bị quân mạc tiếu nắm eo nâng lên ném mạnh xuống tuy không chống được kỹ năng loại bắt lấy nhưng người đá lang thang ao pần dựa vào sức mạnh của mình nên quăng ném của quân mạc tiếu cả độ cao lẫn khoảng cách đều không đạt được phân nửa hiệu quả lúc bình thường nói là ném nhưng trông càng giống đập người lên mặt đất tiếp lấy quân mạc tiếu kêu to hàn yên nhu và bánh bao xâm lấn hết sức tập trung lập tức vọt lên hàn yên nhu thiên kích bánh bao sâm lấn đấm móc hai kỹ năng lơ lửng cùng lúc mới đem người đá lang thang ao pần đang bị cưỡng chế lơ lửng đẩy cao thêm chút bánh bao xâm lấn cướp được thời cơ nhảy lên trên không trung thi triển một chiêu khóa ít hầu bóp chúng cổ họng người đá lang thang ao pần với boss châu thế này thời gian khóa tất nhiên vô cùng ngắn nhưng cũng đủ để diệp tu và đường nhu bắt được hai nhân vật hành động hệt nhau tay phải kéo mâu về tay trái trưởng mạnh dầm dường như hai tiếng lại như chỉ một tiếng Người đá lang thang ao pần đồng thời bị hai chiêu lạc hoa trưởng đánh trúng, châu thế nào cũng bị đánh bay đi một khoảng. Huyễn văn thuộc tính hỏa của Hàn Yên Nhu lập tức bay về phía người đá lang thang ao pần. Chiến mâu của quân Mạc Kiếu vừa rút về cũng hất lên, mũi ô hóa thành họng súng đen ngòm, pháo chống tăng nổ tới, chậm hơn huyễn văn thuộc tính hỏa, nhưng vẫn nổ tới người đá lang thang ao pần còn đang bị đánh bay. Bánh bao xâm lấn vừa xong một khóa yết hầu cũng tiếp một chiêu ném cát. Người đá lang thang ao pần ngã dầm trên đất mọi người nhảy lùi về sau, đề phòng sóng xung kích. Quân Mạc Tiếu rút kiếm ra, một quầng sáng mờ ảo như xương như khói màu tím đậm quấn quanh thân kiếm đến mũi kiếm, nhanh chóng ngưng tụ thành quỷ thần đao hồn. Ba người trong đao trận được bắp thêm sức lực và trí lực, sau khi người đá lang thang ao pần đứng dậy, hung quang trong mắt lóe sáng, rút kiếm ra, dùng chính là skill đâm sầm đã đánh kiếm khách của mưu đồ bá đạo dính tường, mục tiêu vẫn là quân Mạc Tiếu. Chiêu này vừa nhanh vừa mạnh, chớp mắt đã đến trước người quân Mạc Tiếu. Trong nháy mắt, tựa như ngẩn ngơ, đường nhu và bánh bao xâm lấn đã nhìn thấy người đá lang thang ao pần xuyên qua người quân mạc tiếu, hai người tách ra một khoảng đưa lưng về phía nhau. Người đá lang thang ao pần dơ trường kiếm về trước như cũ, mũi kiếm trống không, sau cổ phun ra một vòi máu tươi. Đường nhu và bánh bao xâm lấn cố nhớ lại một khắc trước, nhưng cũng không tường tận lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết chớp mắt quân mạc tiếu chuyển hướng, nhưng người sang một bên, giữa cổ người đá lang thang ao pần phún máu khiến bánh bao xâm lấn nghĩ đến một kỹ năng. Cắt yết hầu, bánh bao xâm lấn kêu thất thanh, kỹ năng này phải xoay người mới thi triển được, quân mạc tiếu lại đứng đối diện với người đá lang thang ao pần, nhanh tới không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Một khe hở mỏng manh, Diệp Tu lập tức cướp lấy hoàn thành kỹ năng. Mặc dù mỗi ngày đều lăn lộn với người này, đường nhu và bánh bao xâm lấn cũng không khỏi hoảng sợ. Lại ngẩn người, Diệp Tu gọi, quân mạc tiếu đã quay người, rút kiếm chém tiếp vỡ núi kích lên người đá lang thang ao pần. Đâm sầm của người đá lang thang ao pần không trúng, vị trí dừng lại vẫn nằm trong đao trận. Đao trận này Diệp Tu thả ra tất nhiên cũng quan sát đầy đủ trước sau. Vỡ núi kích nghênh phong hạ xuống, người đá lang thang ao pần vừa xoay nửa người đã bị dọc từ đầu tới chân. Cánh trái bánh bao sâm lấn đập một cục gạch, cánh phải hàn yên như một chiêu đâm liên chớp như rắn độc tiếp đến. Rào, người đá lang thang ao pần không cam tâm hết dài, ánh sáng trong mắt rốt cuộc tắt lịm. Bằng bằng, sao kỹ năng cấp một câu quyền của Lưu Manh từ giờ xin đổi thành đấm móc trong boxing ấy cho dễ hình dung. chương 230, hôm nay khá sớm. Hệ thống thông báo, người chơi quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, bánh bao xâm lấn đã tiêu diệt người đá lang thang ao bần. Thế giới thét lên, đậu hóa. Tất cả đại công hội thét lên, đậu hóa. Dù không phải giết lần đầu tiên, nhưng bản thân boss hoang dã đã đủ giá trị, tuy không danh giá bằng giật tem, nhưng cũng không thể ngăn mọi người đem lòng gato, Kênh thế giới ồ lên kinh ngạc, cũng không ít người chơi phong độ gửi tin, đánh chữ hoặc emo để thể hiện sự chúc mừng của mình. Tưởng du ở tiết tận bên thành không thích, thấy được thông báo của hệ thống với tin tức trên kênh thế giới, có xúc động muốn hộp máu, ngẫm nghĩ. Lại sâu sắc hiểu thêm về quân mạc tiếu, công khai tọa độ boss, làm cả thế giới chú ý, khiến bọn tưởng du lùa quái theo hướng quân mạc tiếu muốn. Sau đó các người chơi khác tìm không thấy boss, bắt đầu quay sang ý kiến ý cỏ với quân mạc tiếu. Hơn một tiếng đồng hồ sau, những người hụt boss bắt đầu lên kênh thế giới gọi hồn đồng chí quân Mạc Tiếu. Nếu hắn nói là đùa vui, kéo theo nhiều người như thế, tất nhiên chẳng ai cười cho nổi, danh dự lúc đó đã bắt đầu lung lay muốn dụng. Nhưng một thông báo này của hệ thống vừa phát, lại giúp quân Mạc Tiếu gột hết tất cả vết nhơ. Thấy chưa, boss của người ta là thật, quân Mạc Tiếu phát hiện, sau đó giết luôn. Tất cả là do mấy người tìm không được, mọi sự xôn xao nghi ngờ bỗng chốc lắng xuống dù cũng không ít người nghĩ rằng quân mạc tiếu giao tọa độ giả chơi điệu hổ ly sơn nhưng những người theo thuyết âm mưu này không nhiều lắm tìm được boss trong lúc không ai biết còn cố tình gửi tin hô hào gọi đội dù đưa tọa độ ngược với tọa độ thật của boss nhưng đông đảo người chơi đổ hết vào cùng mép xác suất bị bắt gặp là rất cao việc này rất dễ hiểu a người có chút suy nghĩ lập tức nhận ra phủ nhận khả năng này tưởng du dạ độ hàn đàm chỉ mỗi mấy người họ biết nguyên nhân thật sự lại có nỗi khổ không thốt nên lời bây giờ boss chết thật hơn nữa còn do chúng mình vất vả lao động hơn một tiếng đồng hồ rồi sau đó bị người ta cướp trắng lật bàn cũng không đủ để thể hiện nỗi bi phẫn trong lòng tưởng du nhất định phải bắt được thằng quân mạc tiếu tưởng du dùng sức gõ mạnh lên bàn phím ra lệnh cho dạ độ hàn đàm dạ độ hàn đàm không phải người bị cướp boss tuy có chút thất vọng nhưng cũng không tới mức căm phẫn như tưởng du giống như trong một trận đấu quyết phân thắng bại bị đối thủ hoa lệ lật ngược tình thế vào phút cuối cùng cảm giác của cả hai hơn kém nhau như người xem và tuyển thủ trong trận vậy đấy. Nhất định, bề ngoài giả dạ độ hàn đàm vẫn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ. Tin Boss bị tiêu diệt vừa thả ra, bảy công hội lớn cũng nhanh chóng đoàn kết lại. Không còn rào cản cướp Boss, quân mạc tiếu lại vinh dự trở thành Boss trong mắt đại chúng, được mọi người tụ họp đoàn kết cùng nhau tiêu diệt. Phong sơ yên mộc với một tấc cho đâu rồi? Chết, lo cao, đệch, tất cả công hội lớn đều chú ý quân mạc tiếu, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, lại lơ là mấy thành viên khác trong đội. Lúc này nhìn thấy trong thông báo chỉ có 3 người, hai người khác không thấy, có thể do đã chết hoặc đã rời đội. Đang muốn cho mấy người bên thành không tích chú ý xung quanh, ai ngờ vừa tìm kiếm xong thấy hai người đều không online mới giật mình phát hiện. Nhưng chỉ cần quân mạc tiếu còn Ono là đủ chút giận rồi. Bảy vị lãnh đạo công hội tập hợp quân đang canh cửa phó bản cùng với tổ đoàn trăm người từ khắp nơi vây chặt, khóa cứng vị trí hiện tại của quân mạc tiếu, tránh để tên này luồn lách trốn khỏi mê cung. Càng lúc càng gần, từ bốn phương tám hướng, bịt kín mọi nẻo ngõ, lúc này trừ khi quân mạc tiếu bay lên trời, bay khỏi khe núi nhất tuyến, nếu không. Mị kiếp, dạ độ hàn đàm bỗng dưng kêu to. Sao vậy? Sáu hội trưởng khác vội hỏi. Quân mạc tiếu lo cao, dạ độ hàn đàm đau khổ. Gã vừa nhìn thoáng qua danh sách bạn bè, kết quả tên quân mạc tiếu đã xám xịt. Vội thử tìm kiếm, quả nhiên đã thoát game, hàn yên nhu, bánh bao xâm lấn. Đồng loạt thoát game, quả nhiên, Người chơi của bảy công hội lớn sau khi biết tin cũng hóa điên tập thể. Cực khổ nguyên đêm, nhưng đổi được cái gì? Bọn họ đuổi đám quân Mạc Tiếu chạy khắp thế giới, lúc nhúc chạy theo đuôi người ta. Còn đám người quân Mạc Tiếu, diệt gọn một đoàn 32 người, quét phó bản hai lần, quét luôn năm đội tinh anh của các công hội, tiêu diệt boss hoang dã người đá lang thang open. Tất cả mọi người cào tường, người của mưu đồ bá đạo còn vừa cào tường vừa phun máu, đỏ cả một góc tường. Đoàn diệt 32 người, có bọn họ, năm đội tinh anh chết, bọn họ chiếm hai, tiêu diệt người đá lang thang ao pần là cướp được trong tay bọn họ, trong lúc cướp lại sẵn tay diệt luôn cả đội tinh anh thêm một lần. Tóm lại, đội tinh anh của mưu đồ bá đạo bị người ta rếp tròn ba lần. Nhưng bây giờ, người đã ao mất, tìm ai tính sổ. Trong game còn chiêu nào vô địch bằng lock out, thế giới thật với ảo cách nhau một đường nét, đang xuất phát là rũ sạch ân oán. Có người đề nghị cho người ở chỗ quân mạc tiếu thoát game canh 24 trên 7 kết quả bị người khác phú một câu quân mạc tiếu ao chỗ nào. Đúng vậy, ao ở chỗ nào, bảy công hội lớn chưa bao vây xong, vẫn đang tập hợp người chia nhau phong tỏa khu vực tọa độ chỗ boss bị tiêu diệt do mưu đồ bá đạo cung cấp. Còn quân mạc tiếu lần tới chỗ nào thì nào ai có biết nào ai có hay. Bọn đấy biết mình đã bị khui, làm sao ngu đần đứng nguyên chỗ cũ cho mà túm. Hiện tại khu vực mà người của bảy công hội lớn đang vây tọa độ ngang dọc cũng đến mấy trăm. Không biết thời gian cụ thể quân Mạc Tiếu thoát game, cũng chẳng hay phạm vi hoạt động lúc trước của người ta trong mép. Mà mê cùng khe núi nhất tuyến quanh có uốn khúc, phạm vi bao la bắt ngát, muốn canh suốt 24 giờ cũng không đủ nhân lực. Bảy công hội lớn, người giữ ngõ vào khe núi, kẻ canh cửa vào phó bản, trên dưới 200 thằng, chết đứng tập thể. Tiệm nét hưng hân, đường nhu cầm ly trà đứng dậy rời khỏi máy tính, ra trước quầy nhìn thấy Diệp Tu thong rong hút thuốc, tâm trạng có vẻ không tồi. Tâm trạng Diệp Tu tất nhiên không tồi, sau khi người đá lang thang ao pần chết rất tinh thạch hổ phách, đúng là thứ hắn đang cần. Không ngờ chỉ mới giết có một lần đã lấy được, Diệp Tu đoán ở khu 10 hiện tại nhắm chừng chỉ một viên này, dù cả năm nữa cũng không rớt được thêm bao nhiêu. Vật liệu trên người box hoang dạ ấy, trước nay đều quý giá và hiếm có như vậy. Mỗi cái này thôi cũng đủ để Diệp Tu thỏa mãn, ngoài ra box còn rớt thêm một vũ khí tím, hai trang bị màu lam, thêm hai cái hơi thở nham thạch. Vũ khí tím là một thanh kiếm hai lưỡi cấp 30, dùng cho nghề nghiệp hệ ám giả, bốn nghề thích khách, nhìn ra, đạo tặc, thuật sĩ, trong tiểu đội của Diệp Tu không có ai, kiếm cũng không có chỗ dùng, đành đem ra chợ bán lấy tiền. Hai trang bị làm cũng yêu cầu nghề nghiệp, đám người Diệp Tu đã đầy đủ trang bị cũng không có nhu cầu xài. Còn hai cái hơi thở nham thạch, đây là vật liệu cần dùng để chế tạo vật trang sức. Dù tỷ lệ rơi cao hơn tinh thạch hổ phách nhiều, nhưng cũng đánh mỗi boss này mới rớt, tất nhiên số lượng có hạn. Diệp Tu thăng cấp ô thiên cơ không cần thứ này, nhưng vật liệu hiếm mà tất nhiên thu được cứ thu phòng khi cần dùng vật liệu nhặt được rất có ích ha sau khi đường nhu đến hỏi